Ta có hệ thống auto tu luyện chương 2701, tiến độ thế nào? Hắn vốn là đại tướng quân, nói chuyện cũng mang theo phong thái đại tướng, hơn nữa sức chiến đấu võ quân, đương nhiên làm nhiều người ngậm miệng không nói. Đúng vậy, những người này tới đây tìm công việc, đương nhiên phải tuân thủ quy củ của người ta. Đương nhiên, người ta bỏ ra giá cao để ngươi nghe lời, khó khăn lắm mới có người tiêu tiền để làm lãnh đạo của ngươi. Nghĩ đến đây, mọi người im lặng. Tô Tiểu Bạch nghe thấy tiếng người trong đại điện, trong lòng buồn cười. Hắn đi ra khỏi đại điện, trước mắt bao phủ đông nghiệp người, không biết bao nhiêu vòng quanh phủ thành chủ, ngay cả mấy ngã tư đường cũng xếp thành hàng dài, chật nít người. Ngũ tử thạch sợ ngây người, hắn không biết sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy. Từ lúc hắn sống ở võ thành chưa từng nhìn thấy nhiều người như vậy. Lúc hắn cảm nhận được lệ khí phát ra trên người của những người này, càng sợ hãi hơn, tránh ở cửa không dám ra. Tô Tiểu Bạch ra lệnh cho thủ hạ lập tức dọn mấy cái bàn ra, dọn một bãi đất trống ở cửa, mà huynh đệ Bạch Manh đăng ký và tiếp khách. Bản thân hắn lại kéo ghế bàn ra, để ở cạnh cửa, nói với giọng lạnh lẽo, người nào nhận lời mời, hãy xếp hàng chờ đi vào, người nào chen hàng hoặc trái với quy định, hủy bỏ tư cách. Lời nói của Tô Tiểu Bạch không lớn, lại lọc vào tai những mọi người. Trên mặt họ lộ vẻ khiếp sợ, thấy người thanh niên này nhìn qua tuổi còn rất nhỏ, lại có tu vi đại võ sư cấp 5, làm người ta có cảm giác không dám chắc, có vẻ thần bí khó lường. Tiểu tử này là ai? Liệu có phải là thành chủ không? Không thể nào. Trẻ tuổi vậy. Ta thấy rất có thể, vừa rồi vị đại nhân võ quân này có nói thành chủ là con của hắn mà, có thể chỉ khoảng chừng này tuổi. Chuyện này. Đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy, đúng là chuyện vô căn cứ. Tư đặc lý kỳ, ngươi quan tâm thành chủ bao nhiêu tuổi làm gì tiền ở đây sau khi mọi người nghị luận xong đều giữ im lặng nói đây nguyên nhân chủ yếu là phần thưởng lớn trong đó có một vị đại võ sư tiến lên nói ta phải giành lấy công việc này tô tiểu bạch ngẩng đầu lên cười khẽ nói đại võ sư cấp ba đỉnh không tệ đi báo danh đi đại võ sư sửng sốt hắn không hiểu sao tô tiểu bạch lại xác định được trình độ tu vi của hắn hắn đi đến trước mặt bạch manh nói tên mình lưu khắc sau đó nhận được một cái túi trữ vật lúc hắn mở ra ở trước mặt mọi người mắt sáng lên vội tức vào trong giới chỉ trên mặt lộ vẻ lo lắng bạch vũ phất phất tay ý bảo hắn đứng sang bên cạnh nói với giọng trong trẻo kế tiếp lưu khắc kinh ngạc sau đó nói giờ ta phải làm gì bạch manh nở nụ cười làm chuyện ngươi muốn làm chỉ cần báo danh là được nhưng không có mệnh lệnh của vân thiếu trong vòng một tháng ngươi không được rời khỏi võ thành, nếu không sẽ bị giết. Ngươi có thể tạm thời ở một chỗ trong võ thành, nhưng đến lúc cần, Vân Thiếu sẽ mở một sân luyện tập chuyên nghiệp. Trên mặt lưu khắc lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nói, ngươi không sợ ta cầm mấy thứ này chạy mất sao. Người phía sau hắn cũng nói thầm, có thể chiêu mộ được nhân tài như vậy, đã tốt rồi đúng không? Nhiều người như vậy, ai biết được bọn họ có cầm xong đi luôn. Tô Tiểu Bạch nghe thấy mọi người bàn luận với nhau, cười khẽ, không phủ nhận. Hắn bảo Tô Trường Phong để ý chỗ này, mình thì quay trở lại phòng tiếp tục tu luyện. Thậm chí hắn còn không quan tâm người nào muốn lừa tiền hắn. Mặc dù võ thành rất lớn, nhưng đều nằm trong thần thức của hắn, cho nên nếu có người dám mang đồ trốn đi, hắn không ngại giết gà dọa khỉ. Ngày đầu tiên, tuyển hơn 300 người, trong đó có hai cường giả võ quân. Vào ban đêm, Bạch Vũ báo cáo, đang dược và trang bị đều dùng hết rồi, không còn để cho chiêu mộ ngày mai. Tô Tiểu Bạch suy nghĩ trầm ngâm, lập tức viết cho hai huynh muội Bạch Vũ hai phong thư, bảo họ đưa đến Thương hội Thiên Nguyên và Vạn Bảo Lâu, định mua gấp một lượng lớn, đấu khí với đang dược cấp 1, cấp 2. Đinh Linh Nhi nhìn thấy thư, cười bất lực, lập tức ra lệnh cho Dư Dông điều phối kho hàng, nhanh chóng đưa tới Võ Thành. Dư Dông hơi lo lắng nói, phu nhân, ta sợ đến lúc đó tiền đầu tư không thu về được. Đinh Linh Nhi cười khẽ, trên mặt lộ vẻ bình tĩnh, đã đưa 100 vật phẩm cấp 4 rồi, còn tiếc mấy cái này. Hơn nữa, hắn cũng trả giá rất lớn, chúng ta không lỗ. Nếu sau đó chúng ta không giúp hắn, để hắn bị giết, vậy sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Mà hiện giờ ta có kỳ vọng rất cao với hắn. Dư dông nhíu mày, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó nói khẽ, tiểu thư là chỉ án tử của chu gia sao. Mắt đinh linh nhi lộ vẻ kỳ quái, gật đầu khẽ, mặc dù tin tức chuyện chu gia vẫn chưa rơi vào tay đế quốc hỏa vũ nhưng các thế lực ở võ thành đều đã nhận được tin chỉ là không biết do ai làm mặc dù ta không xác định nhưng trực giác nói cho ta biết chuyện này không liên quan đến tô tiểu bạch dư dông hoảng sợ lập tức khó tin nói hừ đứa nhỏ này có bản lĩnh gì chúng ta đã biết rồi tiểu thư vẫn còn khoan dung với hắn đinh ninh nhi cười cười không nói gì chỉ phân phó đưa một ít hàng hóa thương hội vạn bảo còn chưa đưa đến phủ thành chủ, đồng thời đưa toàn bộ đấu khí, linh dược cấp một cấp 2 qua đó. Mặc dù thương hội vạn bảo đã biểu diễn xong, nhưng nhân viên vẫn chưa rút lui hết. Từ tử trác nhận được Tiếu Dương Nguyên Đan thì lập tức rời khỏi võ thành, hiện giờ Doãn Triêu Dương với Cam Đức Minh đang phụ trách. Doãn Triêu Dương nhận được thư tín lập tức sai người đi thu thập vật phẩm cấp 1, cấp 2 trong bảo khố ở võ thành. Bảo họ cất vào trong giới chỉ, hắn lập tức mang tới phủ thành chủ. Nếu dưỡng trưởng lão đến, sao không nói gì? Giọng nói của Tô Tiểu Bạch truyền ra từ trong phòng ngủ, Doãn Triêu Dương vốn đang do dự hơi ngẩn người, lập tức cười khổ lắc đầu, đẩy cửa đi vào. Vân Thiếu vấn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, sợ lúc ta đến, Tiêu Trữ Vương còn chưa phát hiện. Doãn Triêu Dương đi vào phòng, ngẩng đầu nhìn, đồng tử co lại, trong giọng nói chứa sự hoảng sợ, đỉnh ngũ hành. Đỉnh ngũ hành. Ngươi, tiểu vân quả nhiên là hắn rất khiếp sợ ban đầu nghe được tin tức chu gia gặp chuyện không may phản ứng đầu tiên của hắn là hôm đó tô tiểu bạch nói muốn mượn đỉnh nhưng hắn lập tức gạt bỏ suy nghĩ này dù sao chu gia cũng không phải người thường có thể đánh lại hơn nữa với thực lực trước mắt của võ thành không thể dễ dàng đánh bại được hai vị võ vương nhưng hiện giờ tô tiểu bạch cũng không lãng tránh hắn vừa đắm chìm trong việc tu luyện lực ngũ hành vừa cười khẽ nói điều gì làm dưỡng trưởng lão kinh ngạc vậy? Doãn triêu dương cười khổ, yên lặng nói, dưỡng thiếu hiệp giúp ta một chút. Tô Tiểu Bạch cố ý mở đỉnh ngũ hành ra ở trước mặt hắn, trực tiếp nói cho hắn, mình cướp bóc chu gia, giết người chu gia. Lúc này, nếu hắn hiến tài nguyên cho Võ Thành, khó tránh khỏi đứng ở bên phía Võ Thành, hoàn toàn đắc tội chu gia. Tô Tiểu Bạch mỉm cười, nói, Vạn Bảo Lâu là thủ lĩnh liên minh, là một trong siêu cường quốc của đại lục thiên vũ, sao lại sợ một chu gia bình thường của đế quốc hỏa vũ mặt doãn triêu dương lộ vẻ chua sót nhưng lại không tức giận được chỉ có thể dù bận vẫn ung dung nói đương nhiên vạn bảo lâu không sợ chu gia nhưng khu vực chúng ta thống trị chỉ giới hạn ở phân bộ đế quốc hỏa vũ cho nên không phải đối thủ của chu gia nếu phân bộ ở đế quốc hỏa vũ bị chu gia tiêu diệt vậy ta biết ăn nói với cấp trên thế nào tô tiểu bạch cười nói vậy ngươi hãy đi tìm vũ văn bác nói cho hắn là do ta làm hắn sẽ không trách ngươi, nói không chừng còn được thăng chức. Nhắc tới Vũ Văn Bác, Doãn Triều Dương có hơi lo lắng, lấy cái túi trữ vật, đưa cho Tô Tiểu Bạch, ta đã lấy hết nguyên liệu trong vạn bảo lâu ở Vũ Thanh đến, tổng cộng hơn 700 viên đang dược cấp 1, cấp 2, 100 binh khí. Tiểu Vân nếu ngươi tiếp tục chiêu binh bãi mã, chưa nói đến sức chiến đấu của ngươi cao hay không, ít nhất tương lai sức chiến của ngươi sẽ trở thành số một số 2 ở đế quốc hỏa vũ. Tô Tiểu Bạch nhận lấy túi trữ vật, Dưỡng trưởng lão cảm ơn ngươi trợ giúp nhân tình này ta sẽ ghi nhớ về sau nếu tới đế quốc hỏa vũ bị người ta bắt nạt ta vẫn cần dưỡng trưởng lão trợ giúp doãn triều dương cười khổ nói ta tuổi đã cao ở đế quốc hỏa vũ cũng không có tác dụng gì nhưng vẫn có thể đảm bảo tiểu vân không bị người khác bắt nạt ngươi ưu ái nhân tài như vậy không sợ nhiều người cầm mấy thứ đó rồi rời đi sao mắt tô tiểu bạch sáng lên cười nói đương nhiên ta sợ nhưng không phải có dưỡng trưởng lão đang giúp ta sao? Doãn triêu dương nhíu mày, tô tiểu bạch kéo hắn ra khỏi phủ thành chủ. Ngoài thành, ở trong bóng tối, mấy chục bóng người cẩn thận nhìn xung quanh, rõ ràng là muốn nhân lúc màn đêm buông xuống chạy trốn, đều là những cao thủ võ sư báo danh ban ngày. Mặc dù cửa thành có thủ vệ, nhưng bọn họ chỉ là binh lính bình thường, cho nên không thể bị phát hiện. Lúc bọn họ thoải mái xuyên qua tường thành, một đám tụ tập lại trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Trong đó có một người không nhịn được nhỏ giọng nói, ra ngoài dễ dàng như vậy, tiền này kiếm thật dễ. Không, ta có huyền thạch nhị đẳng, 10 viên đang dược cấp 3, 100 nguyên thạch thượng phẩm, trời ạ, à, đúng là không tưởng tượng được. Thành chủ võ thành này là một tên ngốc sao? Ta không biết hắn có phải tên ngốc không, nhưng hắn chắc chắn là một tên phóng đẳng ngang ngạnh. Ta nghĩ, hắn là một người rất dễ lừa. Ngày mai ta sẽ cải trang thay đổi cách ăn mặc, đổi một thân phận trở về lấy đồ. Ý kiến hay. Đây đúng là một món lời. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngươi muốn có tiền cũng phải giữ lại mạng của mình đã. Mọi người kinh ngạc, vội nhìn về phía trước, Tiểu Bạch đang đứng dưới ánh trăng mặt lạnh như băng, làm người ta thấy lạnh lẽo. Hừ, chỉ bằng ngươi. Ngươi muốn ngăn cản hơn 40 người chúng ta sao? Thông minh thì mau cút đi. Một người trong đó nói lạnh lùng. Bọn họ có hơn 40 người còn có một võ quân có sức chiến đấu rất mạnh trừ khi đối phương dùng toàn lực truy kích nếu không ai có thể ngăn cản được bọn họ tránh ra tô tiểu bạch cười lạnh lùng ngươi cầm nhiều lợi ích của ta như vậy không chào hỏi đã bỏ đi có khác gì cường đạo ta cầm đồ của ngươi là bởi vì ngươi ngu một võ sư bình thường đừng tưởng có chút tiền có thể sai bảo ta làm việc cho ngươi nếu ngươi không biết mình đang làm gì thì đừng trách chúng ta vô tình một đám người lập tức đằng đằng sát khí, trong chớp mắt, mấy người nhảy dựng lên, bắt đầu chém ra. Mặt tô tiểu bạch lộ ra vẻ hoảng sợ, vội hét, dưỡng trưởng lão, cứu ta. Doãn triêu dương vốn đang trốn ở chỗ tối hơi kinh ngạc, sắc mặt trầm xuống, hắn hiểu ra tô tiểu bạch muốn mượn sức của mình, đúng là tự tìm mất mặt. Nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn bọn họ đánh qua, chỉ có thể hiện thân thuyết pháp, chụp mấy bàn tay lại, mấy người không dự đoán được lại có người xông lên, bị cổ sức mạnh này đánh chết, ngã xuống. Thì ra là có mai phục, đó là ai? Mọi người thay đổi sắc mặt, nhìn Doãn Triêu Dương đi ra từ bóng đêm, sắc mặt trở nên rất khó coi, bọn họ không cảm nhận được hơi thở trên người người này, mặc dù thấy hắn đứng đó, nhưng lại như không tồn tại. Chi chi. Tất cả mọi người thở dài lạnh lùng, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là người này quá mạnh, vượt xa bọn họ. Đột nhiên, có một người mắt sáng lên hoảng sợ kêu to, thở hổn hển, dưỡng trưởng lão. Ngươi là trưởng lão của vạn bảo lâu, doãn triêu dương trưởng lão. Cái gì? Hắn là doãn triêu dương. Mẹ nó. Môn phái võ lâm. Ngươi nói thật sao? Ban hội gì? Sao lại liên quan tới vạn bảo lâu? Chẳng trách võ thành lại được bỏ qua trong hội đấu giá. Sắc mặt doãn triêu dương thay đổi, hắn không ngờ lại có người nhận ra mình đáng sợ nhất là bọn họ đều tưởng hắn có quan hệ với võ thành cho nên sắc mặt hắn trầm xuống nếu hiểu lầm này biến thành sự thật đến lúc đó trình gia với chu gia sẽ tha cho hắn sao hắn nhìn tô tiểu bạch đang cười ở một bên hiểu ra mục đích chính là kéo mình xuống hừ lũ khốn các ngươi đúng là sỉ nhục đối với minh chủ võ lâm chúng ta sắc mặt doãn triêu dương trầm xuống nhưng hắn không thể tùy tiện bỏ qua nguyên khí chém ra từ tay hắn hắn hút khí chớp mắt hóa thành ngàn vạn ánh sáng sắc bén, chém nhanh ra. Nếu những người này đều bị giết, hắn cũng rời xa tô tiểu bạch, không thu thúc ánh mắt hắn, thì tất cả đều dễ xử lý. A, à, Mấy chục tiếng kêu đáng thương truyền tới, bọn họ hoảng sợ muốn phản kháng, nhưng đây là công kích của cường giả cấp 2 sao. Dù bên trong có võ quân, chớp mắt đã bị giết sạch, rất nhiều người còn chưa phản ứng lại đã chết thảm tại chỗ, trên mặt đất đầy những thi thể chân tay đứt dời, làm người ta không nỡ nhìn. Dưỡng trưởng lão đúng là thần thông quảng đại, lần này không có trưởng lão hỗ trợ, chỉ sợ hôm nay ta sẽ chết ở đây. Tô Tiểu Bạch cười nắm những khối thi thê rơi rụng lên, có mấy chục chiếc nhẫn bay lên không trung rơi vào tay hắn. Sắc mặt Doãn Triêu Dương hổ thẹn, nhưng không dám tức giận, chỉ có thể nắm chặt tay nói, vân thiếu khiêm tốn, ngay cả hai võ vương của Chu Gia còn có thể tiêu diệt dễ dàng, mấy tên phế vật này làm sao có thể so với vân thiếu. Thời gian này từ lão không ở, ta phải xử lý rất nhiều chuyện trong ngoài của vạn bảo lâu, cho nên ta đi trước. Tô Tiểu Bạch còn chưa kịp nói, hắn đã vội vàng bay đi. Hắn sợ ở lâu, sẽ bị người ta nhận ra, nếu bị người chu gia với trình hiểu lầm, mình khóc không ra nước mặt. Mặc dù hắn là cường giả võ tông, nhưng hắn rất mẫn cảm với loại huyết mạch lưu truyền nghìn năm này. Dưỡng trưởng lão, bảo trọng, cảm ơn ngươi đã trợ giúp. Lúc võ thành gặp khó khăn ta sẽ đến tìm ngươi. Tô Tiểu Bạch mân mê một luồng chân khí, la lớn, dư âm bao trùm phạm vi rất lớn, gần như truyền khắp cả võ thành, làm tất cả mọi người đang ngủ đều bừng tỉnh. Bóng dáng Doãn triều dương đã ở xa mấy cây số, nghe thấy tiếng hô lớn, hắn lão đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn bị chọc giận sắp điên rồi, Tô Tiểu Bạch này sợ hắn không đủ phiền toái. Tô Tiểu Bạch, hắn hét lên, thủ hạ của mình sắp đến, nếu hôm sau bị đồn ra ngoài. Vậy nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Rất nhanh, đội thủ thành đã đi tới, bọn họ thấy thi thể và những phần chân tay đứt lìa rơi rụng đầy đất, sợ tới mức người run rẩy. Tô Tiểu Bạch cười vô lực, phân phó mấy câu, trở về nhà mình. Sáng sớm hôm sau, lúc mọi người còn đang đoán chuyện tối hôm qua, cửa thành đã có hơn 10 cây trúc dài, bên trong là thi thể và các chân tay đứt lìa, nổi bật dưới bầu trời xanh. Ở cửa thành ngoại trừ lính gác, người khác đều cách xa không ai dám nhìn. Mấy đứa nhỏ trong thành bị nhốt lại, không dám để bọn chúng ra ngoài. Cho dù là người trưởng thành cũng rất ít đi lại trên đường, đám thương nhân cũng không dám đóng cửa cửa hàng. Cả thành thị bao trùm trong không khí khủng bố. Những võ giả hưởng ứng lời kêu gọi đột nhiên kinh sợ, sáng sớm cả người đã đồ mồ hôi lạnh. Hơn nữa buổi tối hôm trước còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, với tin tức truyền ra từ trong đám vệ quân thủ thành, sắc mặt họ trắng bệch nhóm võ sư vốn định chạy trốn sắc mặt rất khó coi bên kia nhóm võ sư kiên trì mấy ngày trong lòng thầm vỗ tay vui mừng không ngờ thế lực sau lưng võ thành này là trưởng lão của vạn bảo chẳng trách hắn có tài lực mạnh như vậy đúng vậy ta nghĩ rồi thành chủ võ thành đột nhiên xuất hiện chẳng qua chỉ là một con rối của vạn bảo mà thôi vạn bảo lâu xảy ra chuyện gì chẳng lẽ nó cũng muốn duy trì sức mạnh thế tục sao nhưng vì sao lại chọn võ thành Ai, đây không phải chuyện ta và ngươi nên quan tâm. Vẫn nên suy nghĩ bây giờ nên làm thế nào? Ha ha, may mà ngày hôm qua có nhiều người rồi, chưa đến lượt ta. Ngươi cũng thật thảm, đã báo danh rồi. Nếu ngươi chạy thoát, buổi sáng mai sẽ bị bắt treo lên cây trúc, ha ha. Vào lúc tất cả cao thủ võ lâm có đủ loại âm thanh, có vui mừng hưng phấn, có hoảng sợ bất an. Những võ sư muốn ở lại đột nhiên biết được mình có một người lãnh đạo vĩ đại như vậy, trong lòng đầy vui sướng. Mà người muốn bỏ trốn lại có vẻ lo lắng, suy nghĩ đi về hay là gia nhập thật. Báo danh không còn nhiệt liệt như ngày đầu tiên, nhưng vẫn chật mít người, chỉ là người xem náo nhiệt ngày càng nhiều. Tô Tiểu Bạch giao nguyên liệu của mấy chục người bị Doãn Triêu Dương giết cho Bạch Manh, bảo hắn chiêu mộ thêm mấy trăm người. Vào lúc mọi người đang báo danh ở Phủ Thành Chủ, đột nhiên xuất hiện một đám người, có hơn 30 người cả đám mặt trường bào đi về hướng phủ thành chủ. Tô Trường Phong vừa thấy bọn họ, đã vui mừng ra đón, nói, Trương Sư Phụ, Từ Sư Phụ, các ngươi đến rồi sao? Người tới không phải ai khác chính là Trương Thanh Phương với Từ Hàng và một lượng lớn khí sư và khí sư phụ cùng đệ tử của họ, sau khi nhận được thư tín đã đi suốt đêm tới. Trương Thanh Phương liếc nhìn cao thủ võ lâm xung quanh, gật đầu khẽ, không nói gì thêm, sau đó Tô Trường Phong dẫn mọi người tới phủ đệ để lại một đám cao thủ võ lâm, mọi người nhìn nhau, đều không tám tin. Hắc, vừa rồi ta không phạm sai lầm chứ. Nhìn áo choàng trên người những người này hình như là luyện khí sư. Ta cũng tưởng mình nhìn lầm, phía sau chính là áo choàng của đệ tử thuật sư cao cấp, mấy người phía trước mới là thuật sư thật. Nói lẩm bẩm. Võ sư mặt không chút thay đổi nuốt nước miếng, nói khó khăn, còn nửa huy chương trên vai hai người phía trước, ôi chao, đó là thuật sư cấp 4 cấp 4. Bồ mặt rỗ, ngươi không nhìn lầm chứ? Luyện khí sư cấp 4 là dạng tồn tại gì, sao hắn lại đến đây, hơn nữa còn là hai người cùng tới. Ngươi bị mù à? Chẳng lẽ ngươi không biết con dâu thứ hai của biểu tỷ phu ta cũng chính là gì ba cách vách là Luyện Đan sư sao? Huy chương từ cấp 1 đến cấp sau ta đều biết. Chi chi. Quá khủng bố, không phải chứ? Có phải là giả không? Cái này rất khó tin dừng là giả khắp đại lục này có ai dám làm giả huy chương quản lý thuật sư nếu có người dám giả tạo cho dù hắn là võ giả cũng chỉ có con đường chết điên rồi điên rồi vạn bảo lâu điên rồi đúng là đầu tư lớn nhóm thuật sư cũng tụ tập lại không được ta phải đi báo danh đúng vậy nhiều thuật sư tới như vậy tiền đồ vô lượng ta cũng muốn đi lúc đám người trương thanh phương tới mở ra hiệu quả khó tưởng, những cao thủ võ lâm lúc đầu còn do dự nay đã đi báo danh. Còn kịch liệt hơn ngày đầu tiên. Thanh Phương Đại Sư, Từ Hàng Đại Sư, với những đại sư khác, vào lúc khẩn cấp nhất đưa thang ngày tuyết rơi, rất cảm kích. Cô Tiểu Bạch cảm thấy trong phòng tụ tập rất nhiều người, hơn nữa nhân số còn nhiều hơn dự đoán của hắn, trong lòng rất vui mừng, lúc sắp đi còn vội chào hỏi. Trương Thanh Phương vội cười cười, nói, Tiểu Bạch Đại Sư quá khách khí. Võ Thành cũng là một thành thuộc Thiên Xuyên quốc, là một thuật sư của Thiên Xuyên, chúng ta có trách nhiệm góp một phần lực. Cho nên lúc chúng ta nhận được thư tín của đại sư, lập tức triệu tập mấy người, suốt đêm đi tới đây. Từ hàng cũng cười nói, không biết tiểu bạch đại sư muốn luyện chế bao nhiêu đan dược, đan dược gì, lại phải triệu tập nhiều luyện đan sư như vậy. Tô tiểu bạch thấy mọi người tinh thần dồi dào, không có chút gì mệt mỏi, cười nói, nếu mọi người muốn biết, vậy xin đi theo ta sau khi dẫn mọi người đi hắn giải thích ngoại trừ đang dược các loại binh khí cũng đang thiếu rất nhiều vì thế ta mô phỏng theo kiến trúc của công hội thuật sư tạo ra một tháp đan để mọi người dùng thể hiện tài nghệ của mình công hội thuật sư có các loại trận pháp tích lũy rất nhiều năm còn có phòng chuyên môn dùng để hoàn thiện tài nghệ chúng đều rất thích hợp cho luyện khí dùng để luyện khí tháp đan mà tiểu vân dựng sợ là rất đơn sơ tốt nhất chúng ta hãy liệt kê những thứ cần ra trong lúc luyện chế ở thủ đô thì chúng ta sẽ đưa qua. Những người còn lại cũng đồng tình, nếu ở công hội luyện khí sư phối hợp với các trận pháp và đạo cụ khác nhau, sẽ gia tăng xác suất thành công. Có trợ giúp lớn cho con đường tu luyện. Đây là lý do rất nhiều luyện khí sư đồng ý đứng cả ngày ở trong nghiệp đoàn, không muốn đi ra ngoài. Từ hàng hơi nhíu mày, nói kín đáo, tiểu bạch đại sư chắc chắn có tâm sự, nên mới bảo chúng ta tới võ thành. Thuộc luyện khí, mấu chốt nằm ở thực lực bản thân vật bên ngoài chỉ là phụ trợ nếu ở đây được tiểu bạch đại sư chỉ điểm cho còn tốt hơn cả đời ở trong nghiệp đoàn hắn dành tất cả sự tôn sùng cho tô tiểu bạch đương nhiên sẽ không nghe những lời đàm tiếu của người khác hắn nói xong câu đó những người khác đều im lặng không dám nói gì dù trong lòng có suy nghĩ khác tô tiểu bạch cười khẽ nói yên tâm mặc dù tháp đan này được xây dựng trong ba ngày nhưng hiệu quả bên trong không kém hơn công hội luyện khí sư. Sợ là sau khi các ngươi tới đây, sẽ không muốn trở về. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lộ ra vẻ khó tin. Ngay cả Trương Thanh Phương và Từ hàng người rất tin tưởng Tô Tiểu Bạch, cũng nhìn hắn nghi ngờ. Tòa tháp đang kia được xây dựng trong vòng 3 ngày, đã là một kỳ tích, sao có thể mạnh hơn công hội luyện đan sư được? Lúc mọi người còn đang khó hiểu, một tòa tháp bé nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người mọi người nhìn thấy sắc mặt trầm xuống, cái gì, đây là tháp đang còn mạnh hơn công hội thuật sư sao? Ít nhất về ngoài của nó tốt hơn, làm chúng ta có hảo cảm hơn. Tô Tiểu Bạch nhìn luyện đan sư này mặt mũi hung tợn, cười làm cái thủ thế, các đại sư, mời. Mời, mời cái mông. Vẻ mặt mọi người oán giận, chúng ta trăm cây nghìn đắng chạy tới, ngươi lại để chúng ta luyện đan ở nơi như vậy. Ngoại trừ Trương Thanh Phương với từ hàng, sắc mặt mọi người đen như thang, lần lượt tiến vào tháp đan vừa đi vào tim mọi người đã đập mạnh hoảng sợ chỉ thấy ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi trong phạm vi mấy dặm không có một đám mây mặt đất kéo dài vô tận linh khí thấm vào ruột gan bên trong có một không gian thuộc về mình một thế giới đầy đủ vân thiếu đây là không gian độc lập sao trương thanh phong kinh ngạc mắt trợn trừng hắn từng nhìn thấy không gian độc lập nhưng không gian độc lập tinh thần rộng như vậy chỉ được phát hiện ở trong mấy sơn động truyền thuyết. Những luyện khí sư khác cũng trợn mắt há mồm, sự khó chịu trên mặt tan biến, đều hóa đá. Tô Tiểu Bạch thấy biểu cảm của những người này, vui mừng nở nụ cười, không sai, đây là một trong những bảo vật của ta, linh khí bên trong còn dày đặc hơn bên ngoài, nhưng lại tràn ngập sức mạnh thần bí rất có lợi cho việc tu luyện sức mạnh linh hồn. Đúng vậy, ta cũng cảm giác sức mạnh linh lực hồi phục, rất thần kỳ. Từ hàng kinh ngạc nói, ngay cả cảm giác mệt mỏi của cũng biến mất, tinh thần phấn trấn. Đây là... Lúc này, đám thuật sư thanh cao mới hồi phục tinh thần, bọn họ sờ soạn thân thể mình, hình như tư tưởng với sức mạnh tinh thần đều được tăng lên rất lớn, rất nhanh đã đạt tới cảm giác thoải mái, sung sướng khó tả. Cảm giác quán giận lúc đầu đột nhiên biến mất. Mọi người đi theo ta. Tô Tiểu Bạch bóp bóp tay hắn, lúc hắn còn chưa chú ý đến động tác của mình, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi, một chỗ non xanh nước biếc cây cối tươi tốt giống như chốn thần tiên hắn đặt bia thần giới ở trong tháp đan hiện giờ bia thần giới đã tâm linh tương thông với hắn nói cách khác tất cả trong bia thần giới đều nằm trong sự khống chế của hắn cũng thay đổi theo suy nghĩ của hắn đây là chỗ mọi người chuẩn bị luyện thuật sư tô tiểu bạch búng tay một cái chỉ thấy khắp nơi các ngôi sao to nhỏ được khắc các loại hình thức luyện chế cảm nhận được xa xa truyền đến chấn động của tố hình khí cũng không thu kém công hội thuật sư thậm chí còn có rất nhiều thứ chưa từng nhìn thấy chỉ có trong trận pháp được ghi lại trong sách cổ chẳng lẽ đây là Huyền Dương trận cổ sao đồng tử Trương Thanh Phương co lại hắn nhìn chầm chầm hiệu quả của trận kinh ngạc nói theo truyền thuyết phải dùng mấy vạn khối nguyên thạch cực phẩm mới bố trí được đại trận này cô tiểu bạch kinh ngạc cười cười giải thích ánh mắt của Thanh Phương đại sư rất tốt đây chính là hình thái đơn giản ban đầu của Huyền Dương trận trận pháp này không cần nguyên thạch, đều trực tiếp hấp thu lực sông núi. Lực núi sông chính là sức mạnh trong bảo vật của ta. Cũng đủ duy trì hoạt động của trận pháp. Ngọn núi này tên là Công Sơn. Một tòa núi tất lòng. Trương Thanh Phương thầm kinh hải là dạng bảo vật gì mà có thể tạo không gian ở trong cơ thể mình, còn có thể mang lại sức mạnh to lớn hơn những thuật pháp hoàng mỹ, cái này đã vượt xa hiểu biết của hắn với binh khí. Tô Tiểu Bạch biết trong lòng hắn có rất nhiều khúc mắc, cho nên cũng không muốn giải thích. Một điểm tinh thần đánh vào núi, ảo ảnh núi trở nên trong suốt, dần xuất hiện cảm giác hư vô, làm người ta nhìn thấy cảnh bên dưới mấy trăm mét. Chân núi xuất hiện một trận pháp di chuyển chậm rãi, xung quanh trận pháp có một ký hiệu hình rồng, kéo dài đến vô hạn. Đây là một thần khí trận pháp ta mua được ở hội đấu giá, nó có thể hợp nhất với linh hồn tạo ra sức mạnh cường đại. Ngoài thần khí trận pháp, ta còn bày trận tái sinh linh sẽ liên tục hấp thu nguyên khí ở ven bia thần để kích phát trận pháp nguyên khí dư thừa sẽ được hút vào bên trong núi sông này để hoàn thiện giúp trận pháp tăng gấp đôi hiệu quả tô tiểu bạch giải thích xong búng ngón tay sơn hà vốn biến mất lại xuất hiện lòng mọi người bình tĩnh lại giống như dẫm nát mặt đất nhưng tâm tình rất lo lắng cái điện phủ bình thường đâu rồi đúng là một tòa núi kho báu hơn nữa tô tiểu bạch dùng cái này phá vỡ tất cả nhận thức và hiểu biết của hắn Ta muốn nhanh chóng cường hóa cho người võ thành, cho nên mọi người cứ thoải mái dùng tài nguyên trước mắt. Đây là tất cả phương thuốc và các loại tài liệu cần dùng. Hắn lấy túi trữ vật ra, đưa cho Trương Thanh Phương. Từ lúc này, mọi việc ở đây sẽ do Thanh Phương Đại sư và từ hàng Đại sư chịu trách nhiệm. Trương Thanh Phương với từ hàng vội nói, được. Cô Tiểu Bạch gật đầu, đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra chút vui mừng, đã khỏi hẳn rồi. Hắn mừng rỡ nói. Thanh Phương Đại Sư, Từ Đại Sư, mời hai người theo ta. Hắn thoải mái nhảy lên bay đi, nhằm về phía Sơn Hà. Trương Thanh Phương với từ hàng chấn động, vội đuổi theo. Trương Thanh Phương đưa nguyên liệu cho Lương Văn Vũ, nói, nơi này tạm thời do ngươi phụ trách, sắp xếp một chút, lập tức bắt đầu luyện chế. Bọn họ đi theo Tô Tiểu Bạch bay qua Sơn Hà một lát, trực tiếp bay vào một cái sơn động to lớn, đi sâu vào trong mấy chục thước, dừng trên mặt đất. Sơn động cao mấy chục thước, rộng rãi sáng sủa không có ánh mặt trời chiếu vào lại có thể nhìn rõ trên thực tế tô tiểu bạch không cần tự khống chế bia thần bởi vì hắn chỉ cần động suy nghĩ là có thể tạo thành một quy tắc cho mình dù đi đến đâu cũng có thể di chuyển tâm trí của mình nhưng điều này lại làm người ta thấy kỳ quái tốt nhất là để mọi người chấp nhận những thứ bình thường giờ hắn chỉ có thể kết hợp suy nghĩ với bia thần giới dù bia thần giới có biến hóa nhỏ gì hắn đều cảm giác được nhưng hắn không khống chế được sức mạnh bia thần giới sau trận chiến núi phượng hoàng hắn bắt đầu dùng suy nghĩ của mình thâm nhập vào thế giới bên trong bia thần giới thực hiện tâm và vật hợp nhất muốn luyện hóa từ bên trong ở giữa sơn động có một đại trận phức tạp bên trên có một người nằm không còn lực sinh mệnh không phải ai khác chính là kỷ manh đang hôn mê trương thanh phương kinh ngạc nói kỷ manh bị hôn mê tô tiểu bạch gật đầu lục dương hàng lộ kim đan có thể làm hắn sống lại nhưng tu vi của hắn sẽ giảm xuống. Cho nên, ta chỉ chờ tới lúc này, lệnh cho cổ dung sáng chế nhiếp hồn trận để bắt đầu làm việc, làm nguyên khí trong phạm vi hơn nghìn dặm liên tục chuyển vào trong không gian tháp đan. Lại lập một trận tái sinh linh khí ở dưới đỉnh núi, năng lượng sinh mệnh tại tụ tập trong không gian. Ta thành lập một đại trận sinh mệnh vạn lâm ở đây, giống như bơm vào nguyên khí kinh người, hơn nữa viên lục dương hàng lộ kim đan này đảm bảo tu vi không giảm từ hàng nhìn quanh bốn phía cảm giác nguyên khí cường đại bắt đầu chảy vào trong mảnh trung tâm, kinh ngạc nói, thì ra ngọn sơn phong này là trung tâm nguyên khí nhìn dặm. Không tệ. Tô Tiểu Bạch nghiêm túc nói, mời hai vị đại sư làm hộ pháp cho ta, chờ ta rót nguyên khí vào trong cơ thể kỹ manh, nếu có chỗ nào suy yếu xin hai vị hỗ trợ. Trương Thanh Phương sụ mặt nói, Tiểu Bạch đại sư yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ đi cùng. Cả sơn động rơi vào yên lặng, Tô Tiểu Bạch cảm nhận được nguyên khí xung quanh tụ tập lại, trận pháp hắn dẫm lên bắt đầu chuyển động. Bước chân của hắn không tầm thường, mỗi bước đi của hắn, trong trận pháp sẽ phát ra linh khí màu xanh biếc. Dường như trận pháp này bắt đầu có tiết tấu, hai người trương, tử mở to mắt, mắt không chớp một cái sợ bỏ qua chi tiết gì đó. Tiết tấu của Tô Tiểu Bạch ngày càng nhanh, đường công cũng trở nên phức tạp tới tấp hơn, cả sơn động đều đắm chìm trong tiên cảnh sinh mệnh ngay cả trương thanh phương với từ hàng đứng ở bên cạnh cũng phải hít sâu mấy hơi chớp mắt đã cảm thấy thần thái thăng lên như trẻ ra mấy tuổi những đường cong màu xanh biết rắc rối phức tạp xung quanh thân thể kỷ manh cũng tạo thành ký hiệu kỳ lạ hết đường này đến đường khác tạo thành một đồ án giống y như trận pháp trên mặt đất sinh mệnh chấn động mạnh phát ra từ những ký hiệu đó thâm nhập mạnh mẽ vào trong thân thể kỷ manh lúc này tô tiểu bạch lấy lục dương hạ lộ kim đan từ trong giới chỉ ra nhét thẳng vào miệng kỷ manh đồng thời tay lật một cái, vỗ ngực, dùng nguyên khí cắt dược vạn lâm, giúp lực sinh mệnh của hắn vô tận. Tô Tiểu Bạch quát khẽ, tay hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết, năng lượng sinh mệnh bên trong chớp động bị pháp quyết của hắn thu hút, bắt đầu chảy về phía thân thể kỹ mảnh, giống như Trường Giang và Hoàng Hà vỡ đê, xâm nhập mạnh mẽ, sinh mệnh dần nảy mầm thân thể kỹ manh bành trướng ra, giống như sắp nổ tung. Hô! Kỹ manh mở mắt, ngồi dậy, xung quanh đột nhiên hiện lên một luồng ánh sáng lam, trong mắt hắn đầy khiếp sợ và mê mang. Sắc mặt tô tiểu bạch trắng bệch, hắn hô khẽ, bảo vệ đang điền, hợp nhất hai khí, tinh lực khí sinh mệnh. Lòng kỹ manh rung lên, trong mắt lóe lên tia sáng, hắn hiểu ra, vội vàng ngồi xuống, khoanh hai chân, hai tay tạo thành hình chữ thập, bắt đầu ngưng thần hoàn thiện hô hấp của mình. Sau mấy lần hô hấp, thân thể đang phình to dừng lại, giữ ở trạng thái béo, không tăng thêm thể tích. Trương Thanh Phương với từ hàng căng thẳng nhìn tất cả, ý thức được hiện giờ tốc độ luyện hóa của kỹ manh và tốc độ bổ sung vào thân thể hắn phải cân bằng, như vậy thân thể hắn mới không bị nguyên khí xé rách. Như vậy mới có thể tinh luyện ra sức mạnh lớn. Tay tô tiểu bạch kết ấn, thời gian dần dần qua đi, thân thể kỹ manh được lục dương hàng lộ kim đan với một lượng lớn khí sinh mệnh rót vào, cuối cùng cũng khôi phục. Tu vi của hắn không những không giảm xuống mà còn mạnh hơn mấy phần. Hắn từ tử mở mắt, chuẩn bị dừng lại. Đột nhiên Tô Tiểu Bạch liếc mắt nhìn tinh khí thần thượng, nói lạnh lùng, khí sinh mệnh này là lực sinh mệnh vạn vật, người tu luyện kiếm ý hoa đào và thanh liên kiếm ca đều là kiếm ý sinh mệnh, cho nên đây là thời điểm tốt để ngươi lĩnh ngộ cảm giác này. Kỷ manh nghe vậy, đồng tử co lại, vội tập trung tinh thần đi cảm nhận. Hắn cũng hiểu được luồng khí này rất thoải mái, thân thiết, nhưng không ngờ lại có liên quan chặt chẽ với ý cảnh tu luyện của mình. Sau khi được Tô Tiểu Bạch hướng dẫn, hắn có cảm giác như được mở rộng khai sáng, rất nhanh đã chìm vào trong ý cảnh đẹp đẽ. Trương Thanh Phàm với từ hàng dường như cũng tóm được gì đó, nhìn nhau, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Mặc dù bọn họ đều là tứ tượng, nhưng cũng có tu vi đại võ sư tương ứng. Dưới ảnh hưởng của lực sinh mệnh, trình độ tu vi nghìn năm không thay đổi của họ cũng bắt đầu có cảm giác ầm 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 yếu ớt. Sau một lát, một loạt tiếng liếu triếu phát ra từ cơ thể kỹ manh, thân thể to lớn bắt đầu thu nhỏ lại giống như đang chạy xe mãi đến khi khôi phục trạng thái bình thường hơi thở sinh mệnh mạnh mẽ tỏa ra bốn phương tám hướng cho đến khi bảo hòa mới dừng lại kỹ manh đột phá làm trương thanh phương với từ hàng khó hiểu mở mắt ra mày nhăn lại một luồng khí lạnh lao vào thân thể hắn cùng lúc bùng nổ võ đạo giúp gia tăng tuổi thọ thân thể võ đế có tuổi thọ dài đến cả nghìn năm mặc dù võ đạo cũng đã được tăng lên rồi nhưng hiệu quả không rõ ràng Trương Thanh Phương với Từ Hàng đều đã tới tuổi thất tuần, dù là võ đạo hay võ thuật đều đạt tới bình cảnh nhân sinh, khó đột phá được. Ai ngờ, hiện giờ không những võ đạo của họ đột phá lên cấp 4 mà tu vi tưởng đã chết của họ cũng dần khôi phục sức sống. Chật, chật, trình độ tu vi của hai người là một người là võ sư cấp 4, một người là võ sư cấp 7, còn mạnh hơn ta, vì sao không gia nhập tiểu đội tham lam của ta? Tô Tiểu Bạch cười quyến rũ nói. Trương Thanh Phương với từ hàng vốn đang vật lộn trong cảm giác khiếp sợ và cảm kích không từ nào diễn tả nổi, lúc này cũng cười lớn, cả đám thiếu niên đánh đánh giết giết thì có gì thú vị. Trương Thanh Phương nhìn kỹ manh hâm mộ nói, chúc mừng kỹ thống lĩnh đã đột phá. Kỹ thống lĩnh từ đại võ sư cấp 5 nhảy lên võ quân cấp 7 không lâu, tốc độ như vậy không thể gọi là khủng bố. Kỹ manh cười nói, sao hai người các ngươi lại không làm? Ba người trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, nhìn tô tiểu bạch cảm kích. Tô Tiểu Bạch cười khẽ, sau đó đột nhiên nhướng mày, sắc mặt nghiêm túc lên. Ba người ngẩn người, không hiểu vì sao, Kỷ Manh khó hiểu hỏi, Vân Thiếu, đây là có chuyện gì? Ánh mắt Tô Tiểu Bạch mở to, hắn cười lạnh lùng, nói, có mấy tên quỷ đến gây sự. Thanh Phương Đại Sư, Từ Đại Sư, nơi này giao cho các ngươi. Kỷ Manh, đi theo ta. Trương Thành Phương với Từ Hàng còn chưa phản ứng lại, hắn sờ lên tay phải, thân thể hai người dần trở nên hư ảo bia thần giới vốn là khí tu luyện của hắn hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể ra vào thoải mái hai người lập tức đáp xuống phủ thành chủ cảm nhận được bên ngoài phủ có một áp lực mãnh liệt mấy bóng người xông lên không trung phóng ra ngoài với tốc độ nhanh như tia chớp một người trong số đó không ai khác chính là tiêu trữ vương sau khi hắn phất tay áo rời đi cường độ lực ép cũng chậm lại lúc này mọi người trong phủ thành chủ thở vào nhẹ nhõm, ngực như bị một khối đá lớn đè lên. Mặt tô tiểu bạch tỉnh táo lại, mọi người tới đều rất mạnh, nếu bọn họ cùng lên, thì phiền phức. Trước cửa có một mảng đất trống lớn, rất nhiều người tụ tập ở phía xa, nhìn mọi thứ đang xảy ra, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Ở trung tâm mảnh đất trống, một người đàn ông đầu bù tóc rối vương vai uể oải, nhìn như chưa tỉnh ngủ, nói, ta chỉ tới đăng ký, ngươi sợ cái gì? vì sao không cho ta đăng ký mặt tiêu trữ vương nghiêm túc người trước mắt này khí thế không thấp nếu đánh lên thì còn mạnh hơn mình một cường giả như vậy sao lại đến võ thành hắn lo lắng người này được thế lực gì đó phái tới gây sự tô xuân dương với la vân thường vẽ mặt âm trầm đứng phía sau tiêu trữ vương người này tạo áp lực rất lớn cho bọn họ lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh từ tổng đương nhiên ta biết ánh mắt cô tiểu bạch hơi nheo lại hắn đi về phía trước miễn cười nói võ vương cấp 9, võ thành đang thiếu một người như vậy chi chi cao thủ võ lâm đứng phía sau hắn hoảng sợ hít một ngụm khí lạnh lại lui lại mấy bước nhỏ giọng kinh hô võ vương cấp 9, chẳng trách linh khí mạnh như vậy chúng ta tới gần mấy bước hô hấp cũng khó khăn là giả đúng không sao võ vương cấp chính lại tới cái thành nhỏ này chật đừng quên đứng sau võ thành này là vạn bảo lâu có võ vương cấp chính tới là rất bình thường. Ít nhất bản thân vạn bảo lâu đã có hai vị cường giả võ tông. Hà, xem ra chúng ta đến đúng nơi rồi. Ngay cả võ vương cấp chính cũng chạy tới, xem ra võ thành này rất đáng giá. Lúc mọi người đang nghị luận, nam tử trung niên kinh ngạc, tô tiểu bạch liếc mắt một cái đã nói ra tu vi của mình, nhưng rất nhanh hắn đã cười, chắc chắn là võ vương cấp chính truyền lời cho hắn, cho nên suy nghĩ cũng bình thường trở lại, cười lớn nói, đúng, Đúng. Đúng. Ta là võ vương cấp 9 tiễn đa đa, tới báo danh, không biết ngươi sẽ cho ta cái giá gì. Gọi thành chủ ra gặp ta. Tô Tiểu Bạch cười nói, ta chính là thành chủ đại nhân. Giá cả sẽ làm ngươi vừa lòng, không biết ngươi muốn giá cả thế nào. Tiễn đa đa kinh ngạc, khó tin nói, ngươi là thành chủ. Một đứa trẻ 15 tuổi. Hắn nhìn người xung quanh, phát hiện người xung quanh không nói chuyện, rõ ràng là đang ngầm thừa nhận, hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười nói giọng khàn khàn. một võ quân gia nhập, có huyền thạch cấp 3, 10 viên đang dược cấp 4, một vạn miếng nguyên thạch cao cấp. Ít nhất ta cũng phải huyền thạch cấp 4, 10 viên đang dược cấp 5, với 10 vạn khối nguyên thạch thượng phẩm. Chi chi. Mọi người tụ tập lại thở dài. Một huyền binh cấp 4, một linh dược cấp 5, 10 vạn khối nguyên thạch thượng phẩm, đều rất đắt tiền. Đó là lý do mọi người không muốn mua nhưng suy nghĩ cẩn thận, đối phương là võ vương cấp 9, có thể lãm rung chuyển một phương. Yêu cầu này cũng không phải quá đáng. Tô Tiểu Bạch nhíu mày, hơi gật đầu, yêu cầu này không có gì, nhưng đang dược cấp 5 thì hơi phiền phức. Không biết ngươi cần loại đang dược gì? Thái Thanh Hạo Nguyên Đan. Tiễn Đa Đa nói với giọng khàn khàn, 10 viên, Thái Thanh Hạo Nguyên Đan. Thái Thanh Hạo Nguyên Đan. Tất cả mọi người ngẩn ra, cao mày lắc đầu, rõ ràng chưa từng nghe nói về đan dược này. Nhưng nếu là cấp 5, chưa từng nghe nói cũng rất bình thường. Tiễn Đa Đa cười khẽ nói, chưa từng nghe nói linh dược này cũng không sao, có thể nhờ thế lực sau lưng ngươi. Nếu các ngươi có thể lấy ra 10 viên thái thanh hạo nguyên đan thì ta sẽ gia nhập võ thành. Không cần binh khí và linh thạch. Thái thanh hạo nguyên đan là một linh dược đặc thù hiếm có, hiệu quả chỉ có một, rất ít luyện đan sư luyện chế ra được loại đan dược này nhưng đứng sau võ thành là vạn bảo lâu thì hắn có thể lấy được đan dược này. Lý do hắn báo tên chủ yếu là vì thực lực của vạn bảo lâu. Đồng tử Tô Tiểu Bạch hơi co lại, trên mặt hiện vẻ mờ mịt, thần thức hắn phóng ra ngoài, xâm nhập vào trong cơ thể tiễn đa đa. Trên mặt tiễn đa đa nở một nụ cười kỳ quái, một võ sư bình thường lại muốn dùng thần thức thăm dò thực lực của mình. Đột nhiên, nụ cười của hắn cứng lại, rồi biến thành khiếp sợ, sau đó giật mình. Lúc này, hắn mới phát hiện thì ra thần thức của mình yếu như vậy. Phòng ngự thần thức của mình bị đối phương loại bỏ không có chút gián đoạn nào, sức mạnh thần thức cường đại lao vào thân thể mình, thăm dò tất cả bộ vị trong thân thể mình, không có chút sức chống cự nào. Chi chi. Trong lòng hắn hoảng sợ run lên, vội khởi động nguyên khí tạo thành một cái lá chắn bảo vệ cường đại, chặt đứt thần thức của Tô Tiểu Bạch, đẩy ra. Nội tâm hắn không tránh khỏi vẻ khiếp sợ, nói hoảng sợ, luyện khí sư, ngươi là luyện khí sư cấp 4. Chỉ có thần thức luyện khí sư cấp 4 mới có thể điều tra mãnh liệt như vậy. Điều này không thể nào. Tuổi của ngươi. Tiễn Đa Đa rất kinh ngạc, thiếu niên trước mặt chắc chắn chỉ mới 15 tuổi. Nhưng loại lực thần thức cường đại này chưa từng có, ngay cả võ vương cấp 9 như mình cũng không ngăn được, chỉ có luyện khí sư cấp 4 mới có thể làm được. Tô Tiểu Bạch cười khẽ, giống như muốn xác nhận suy nghĩ trong lòng mình. Hắn mỉm cười, nói, chúng ta không có thái thanh hạo nguyên đan nhưng chúng ta có thể cho ngươi một thứ tiễn đa đa biến sắc trong mắt lộ vẻ tức giận hừ lạnh ta chỉ cần thái thanh hạo nguyên đan nếu các ngươi không có thì đừng chậm trễ thời gian của ta hắn xoay người chuẩn bị rời đi tô tiểu bạch cười nhân hậu nói ta không có thái thanh hạo nguyên đan nhưng lúc nhỏ ta từng tiếp xúc với một loại công pháp kỳ lạ là phá nguyệt bảo quyền tiễn đa đa dừng cước bộ chân như bị đổ chì di chuyển một chút cũng khó khăn. Hắn từ từ chuyển động thân thể, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, nói khó tin, ngươi, ngươi là ai? Sao ngươi biết phá nguyệt bảo quyền? Thậm chí còn từng học qua. Há, ngươi không cần biết chuyện này. Ta biết phá nguyệt bảo quyền, có đáng giá không? Tô Tiểu Bạch cười khẽ, vẻ mặt bình tĩnh, trong lúc nói ánh mắt lộ vẻ tự tin và chắc chắn. Nó đáng giá. Đương nhiên là đáng giá tiễn đa đa đúng là rất kích động thân thể hắn rung lên trong mắt bột phát ra ánh sáng chói mặt hắn cảm thán nhưng làm sao ta biết ngươi có gạt ta không tô tiểu bạch cười bất lực môi hơi động bắt đầu truyền âm truyền âm thanh vào trong tai tiễn đa đa vẻ mặt dữ tợn của tiễn đa đa đổi sang mừng như điên hắn nhảy dựng lên như phát điên tóm hai vai tô tiểu bạch cao hứng hét lên đưa cho ta mau đưa phá nguyệt bảo quyền cho ta tô tiểu bạch hất nhẹ tay hắn ra nhúng vai chỉ vào bạch manh nói, điền bản cho tốt, lúc ta ra xong sẽ tìm ngươi. Nói xong, hắn để lại tiễn đa đa đang ngây ra như phỏng, dẫn đám người La Vân thường cười tủm tỉm trở về đại trạch. Báo danh, báo danh, ta muốn bảo danh. Tiễn đa đa hét lớn, cả người bay về phía bạch manh, hét lên, mau, đưa giấy báo danh cho ta. Bạch manh sửng sốt, lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức đưa giấy báo danh. Những cao thủ võ lâm ở xa xa nhìn nhau, không biết nên làm thế nào, nhưng rất nhanh có người phản ứng lại, xông về phía trước, la lớn. Báo danh, chờ gì nữa? Ngay cả võ vương cấp 9 cũng muốn báo danh. Lập tức, số người báo danh tăng vọt. Mà mỗi người đều rất lễ phép, đã không còn vẻ kiêu ngạo và độc đoán tự cho là đúng. Thậm chí bọn họ còn không cần điền giấy, cũng không cần chờ được phê chuẩn, cho nên cũng không vấn đề gì lớn. Ở trong phủ thành chủ, mấy người đều kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Bạch và Kỷ Manh. Chỉ nói mấy câu đã bị diệt trừ được võ vương cấp 9, điều này làm mọi người ngứa ngáy trong lòng, bọn họ rất muốn biết phá nguyệt bảo quyển là gì. Về phần Kỷ Manh mấy ngày trước vẫn còn nằm trên đất như thi thể, giờ không những khôi phục hoàn toàn, mà còn đột phá một cấp bậc. Tô Tiểu Bạch cười nói, thân thể tiễn đa đa có hơi kỳ lạ, Thái Thanh Hạo Nguyên đang đúng là có thể giảm bớt. Mặt khác, phá nguyệt bảo quyền có thể loại bỏ nó. Thì ra là vậy. Lúc này mọi người mới hiểu ra, nhưng bọn họ vẫn nhìn Tô Tiểu Bạch như nhìn quái vật. Vừa nhìn đã hiểu ra bí mật trên người võ vương cấp 9. Tô Xuân Dương nhìn trường hợp ồn ào bên ngoài, nhớ mày nói, Vân Thiếu, nhiều người tới báo danh như vậy, gần như tất cả thương nhân võ thành đều tụ tập tới, người tính bố trí mấy người này thế nào? Mở rộng quy mô thành thị sao? Tô Tiểu Bạch nói, đúng là phải xây dựng thêm, nhưng không phải hiện tại, không vội. Mặc dù những người này rất nhiều, nhưng tố chất với kỹ thuật vẫn lờ mờ, cần huấn luyện xong mới sử dụng được. Mọi người thấy hơi kỳ quái, nhiều người như vậy không biết hắn sẽ bố trí thế nào, nhưng lười hỏi. Lời nói và việc làm của Tô Tiểu Bạch vượt qua ngoài khả năng hiểu biết của mọi người, đây cũng rất bình thường, nếu không mọi người sẽ thấy không thoải mái. Chỉ có kỹ manh từng ở trong bia thần giới, lắp bắp kinh hải. Mặc dù chỉ vừa liếc mắt nhưng hắn vẫn đoán được đó là một không gian độc lập cho dù giờ số người tăng lên gấp 10 vẫn chứa được. Vấn đề duy nhất cần lo lắng là tài nguyên cho những người này. Tháp đang chỉ là một lớp ngụy trang, linh lực đều bị hút vào trong bia thần giới, mở rộng ra. Trần Sư Thúc, Ngài đi gọi phụ thân ta, Hồng Băng với Dương Tham Mưu tới. Lúc Tô Tiểu Bạch ra lệnh, Trần Thịnh Đạt lập tức đi gọi người. Mặc dù hắn là người trẻ tuổi nhất ở đây, nhưng mọi người ngầm thừa nhận Tô Tiểu Bạch là chủ nhân. Trước mắt, võ thành ta thiếu nhất là sức chiến đấu cao, võ vương chỉ có tiêu trữ vương và lão nhân, cộng thêm con gấu bắc cực này. Cho nên lần sau ta sẽ tiêu tiền cho các ngươi thăng cấp. Tên tiễn đa đa này cũng là võ vương cấp 9, nếu tiễn đa đa gia nhập, ta sẽ làm tiêu trữ vương và tiễn đa đa thăng cấp lên cảnh giới võ tông. Võ tông Mắt tiêu trữ vương lóe lên tia sáng, sau đó nhạt dần, hắn cười khổ nói, ở trong cảnh giới võ vương, ít nhất cần thời gian một năm rưỡi mới đột phá một cấp. Nếu muốn đột phá cảnh giới võ tông, ít nhất cũng phải tích lũy cơ duyên 5 năm, 10 năm thì mới có hy vọng. Huyền lôi gầm lên lo lắng, dường như biết Tô Tiểu Bạch gọi nó là gấu bắc cực, nhìn về phía mặt đất hừ lạnh. 5 năm và 10 năm. Tô Tiểu Bạch nhếch miệng cười, nói thầm, chắc tầm 5 ngày 10 ngày, chuyện này ngươi không phải lo, ta tự có cách của mình. Rất nhanh, Tô Trường Phong, Hồng Băng, Dương Tiêu đã tới, chỗ này chật kín cường giả võ thành, ngoại trừ Dương Tiêu là đại võ sư cấp 9, những người khác đều từ võ quân trở lên. Tô Tiểu Bạch nói, những người này đều là những người mạnh nhất võ thành, cũng là thành viên trung tâm của võ thành, bọn họ chuyên nghiệp thế nào thì không cần nói. Mặc dù trong thời gian này cũng chiêu mộ hai tên đấu võ sư, nhưng ta vẫn chưa thử, nên không biết kết quả thế nào. Vì vậy, bọn họ tạm thời nằm ở tầng ngoài. Hiện giờ mọi người thả lòng thần thức, đừng chống cự thần thức của ta. Hắn giơ một tay lên, trong nháy mắt, thần thức của hắn cắn nuốt mọi người, truyền tống họ tới gần bia thần. Chỉ cần hắn ở trong vòng mấy trăm thước, thần thức của hắn có thể nói vọng vào bia thần giới bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người kinh ngạc, mở to hai mắt, nhìn thấy trên không trung trong suốt sáng sủa, cảm nhận được nguyên khí dày đặc chấn động, bọn họ kinh ngạc. Không gian độc lập. Có không gian độc lập tinh thần. La Vân thường kinh ngạc nói, bởi vì nàng đến từ thần tiêu cung. Khả năng nhận thức vượt xa mọi người cho nên nàng biết đây là đâu. Đồng thời trong lòng nàng còn khiếp sợ hơn mọi người, có được không gian độc lập tinh thần, vô cùng nghịch thiên. Võ sư bình thường căn bản không thể làm được. Nhất định là chủ nhân chống đỡ cho hắn. Nghĩ tới đây, La Vân thường nắm chặt tay, trong thân thể tràn ngập cảm giác hưng phấn không thể ức chế. Tô Tiểu Bạch nói khó hiểu, cho dù đây là một không gian độc lập tinh thần Vân Thường lão sư cũng không cần hưng phấn đến mức hai má đỏ lên như vậy. La Vân Thường nổi giận, "Tô Tiểu Bạch, ngươi." Tô Tiểu Bạch ngẩn ra, ngoài miệng vội phủ định, hơi khó hiểu. Kiếp trước, hắn tự nhận là một cây đào hoa lớn, nhưng hắn cũng không hiểu hết được lòng phụ nữ. "Thật ra, ngươi có rất nhiều thứ tốt mà ta không biết. Vì sao nơi này lại có cảm giác quen thuộc?" Trong lòng Tô Tiểu Bạch cười vô lực đây chính là bảo bối của Lý Gia đương nhiên là quen thuộc. Nhưng hắn cũng biết, không thể nói ra. Hắn không nói gì, chỉ cười cười, nói, đây là bên trong một đấu khí chưa hoàn thiện của ta, ta đã bố trí một trận pháp tái sinh linh lực ở xung quanh võ thành, linh khí trong phạm vi mấy nghìn dặm đều tụ tập tới đây. Đến lúc đó, trong phạm nghi nghìn dặm, ngoại trừ chỗ này, linh lực những chỗ khác đều bị rút sạch. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Trận tái sinh linh lực. Mọi người trợn mắt há mồm, mặc dù chưa từng nghe nói, nhưng có thể hấp thu linh lực trong phạm vi nghìn dặm, điều này khó tin đến cỡ nào. Tô Tiểu Bạch nói, chờ lúc tất cả mọi người tu luyện ở trong này, bọn họ hấp thu linh khí ngày càng mạnh. Hơn nữa đám người Trương Thanh Phương sư phụ đã chuẩn bị các loại đan dược với binh khí, cái này đủ để thực lực bọn họ tăng mạnh trong thời gian ngắn. Về phần ngươi, đi theo ta. Hắn vung tay lên, cảnh tượng xung quanh lại thay đổi. Lúc này hắn đi thẳng tới sơn động kỹ manh khôi phục và đột phá, mà Trương Thanh Phương với tử hàng đã rời đi. Tô Tiểu Bạch thấy mọi người sợ hãi, không giải thích nhiều, chỉ nói thản nhiên. Nơi này là trung tâm nhiếp hồn trận, cũng là chỗ có linh khí dày đặc nhất. Các ngươi ở đây tu luyện. Mà lúc tiêu trữ vương với tiễn đa đa thăng cấp lên võ tông, đột phá ý cảnh và võ tông ý cảnh có lợi lớn đối với việc tu luyện của mọi người. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được nguyên khí trong sơn động, ngoại trừ kỹ manh, những người khác đều kinh sợ. Mà huyền lôi kinh vân gầm lên, dường như rất mẫn cảm với sự thay đổi của linh khí, nhảy nhót ở trong sơn động, có vẻ rất hưng phấn. Trên mặt nghiêm lão hiện lên vẻ hưng phấn, vui mừng nói, gần đây ta cảm nhận được bình cảnh của đại võ sư đỉnh, nếu được tu luyện ở chỗ như này, rất có ích đối với việc đột phá. Tô Tiểu Bạch cười nói, linh lực ở đây vừa mới bắt đầu hội tụ, sau đó sẽ ngày càng mạnh, ngươi phải chuẩn bị thật tốt. Hồng Băng vốn là tham mưu của đội quân thủ hộ thành, không quen thân với Tô Tiểu Bạch. Nhưng thấy bên cạnh hắn nhiều cường giả như vậy, hắn thầm giật mình. Lúc này, hắn lại cho mình tiến vào một chỗ thần kỳ như vậy, còn ngang nhiên nói mình cũng là một trong những nhân vật chủ chốt của Võ Thành, cho nên trong lòng hắn rất chấn động, hưng phấn. Tô Tiểu Bạch dặn dò mọi người xong, lát mình đi vào phương thốn sơn, nhìn thấy một đám luyện khí sư luyện chế hưng phấn, cười khẽ, lẩm bẩm, là thời điểm luyện chế cửu khiếu linh lung đan. Hắn lập tức động suy nghĩ trong đầu, sau đó truyền ra ngoài. Trương Thanh Phương với từ hàng lập tức dừng học tập, trước tiên chạy tới bên cạnh họ. Cửu khiếu linh lung đan. Dường như từ hàng nghĩ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, linh dược chí tôn cấp 4 trong truyền thuyết, cửu khiếu linh lung đan, có thể giúp cao thủ võ lâm đột phá cảnh giới. Đúng vậy, đây chính là cửu khiếu linh lung đan. Nhưng mà, Tác dụng phụ của linh đan này rất lớn, ý nghĩa cũng như tên, phải đột phá cửu khiếu trước mới đột phá được. Cũng rất mạo hiểm, không có tu vi võ quân thì không thể ngăn cản được phản vệ của đan dược, cho nên không dùng được. Vậy tiểu bạch đại sư, ngươi là? Hắc hắc, cường độ cơ thể ta đã đạt tới cấp bậc võ quân. Dùng một hai viên chắc không sao. Một hai viên. Tô tiểu bạch cười nói, ta hiểu rất rõ hiệu quả của viên đan dược này, cho nên hai người các ngươi không cần lo lắng. Lúc ban đầu, ta không biết có thể thăng cấp đan dược này không, nhưng hiện giờ các ngươi trợ giúp ta. Trở lại tháp đan này, gần nhất lại chiếm được đỉnh ngũ hành, ta đã chắc chắn trăm phần trăm. Trương Thanh Phương vui mừng nói, cửu khiếu linh lung đang được xưng là đan dược trí tôn cấp 4, nếu tiểu bạch đại sư luyện chế cùng chúng ta, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc lĩnh ngộ và hoàn thiện cấp 4. Hai người đi theo ta. Tô Tiểu Bạch nhìn vào mắt hắn một lát, lập tức chọn một đại trận ở trong núi, vọt qua. Trên phương Thống Sơn có rất nhiều trận pháp do Tô Tiểu Bạch dùng thần thức khắc vào, tụ tập tất cả trận pháp cấp thấp và một số trận pháp cao cấp đơn giản ở trong bia thần giới, hắn gần như có thể làm tất cả mọi chuyện. Trương Thanh Phương với Từ Hàng cũng làm theo. Trong chớp mắt, Tô Tiểu Bạch trôi nổi ở trên trận pháp, một đỉnh lô màu tím to lớn bay ra từ tay hắn, xoay tròn trên không trung, bay tới trên trận pháp, thể tích đỉnh lô lớn dần, cuối cùng dưới sự khống chế của hắn. ầm ầm ầm, đỉnh ngũ hành dừng ở trên trận pháp, màu tím trên đỉnh lan ra, làm người ta cảm nhận được phong cách trầm ổn cổ xưa, cùng cuộn linh hoạt kỳ ảo. Đỉnh ngũ hành tím, từ hàng cảm nhận được chấn động truyền ra từ trong đỉnh, kinh hô một tiếng, Trương Thanh Phương với từ hàng liếc nhìn nhau khó tin. Tô Tiểu Bạch chỉ là luyện khí sư cấp 3, sao lại luyện chế ra được đỉnh ngũ hành cấp 5? Cơ hội luyện chế đan khí vượt cấp rất ít, luyện chế được đỉnh khí cấp bậc cao lại càng ít. Huống hồ đỉnh tím, đó là đỉnh mạnh nhất trong các loại đỉnh khí. Nhưng may mà, bọn họ đã quen với động tác kinh người của Tô Tiểu Bạch, nên nhanh chóng thoát khỏi khiếp sợ. "Các ngươi nghe rõ đây, ta sẽ truyền cho hai người các ngươi phương pháp liên hợp hoàn thiện Cửu Thể Hủy Diệt Hoàng. Nếu các ngươi hợp tác tốt, lợi hại hơn một người làm, nhưng nếu phạm sai lầm, sẽ không giống như các người hành động một mình." Tô Tiểu Bạch bắt đầu giảng giải từng bước luyện chế, hai người Trương Thanh Phương và Từ Hàng ngừng thở, chăm chú học tập. Nói xong, lại bảo hai người nói ra vấn đề sau đó kiên nhẫn giải thích. Mấy giờ sau, bọn họ đã hiểu hết các bước và kỹ thuật, bọn họ nóng lòng muốn thử. Nếu họ có thể hoàn thiện đang dược cao cấp cấp 4, thì rất có lợi cho họ. Không tệ, tốc độ hiểu của các ngươi chậm hơn tưởng tượng của ta, nhưng ít ra cũng hiểu rõ toàn bộ. Không còn nhiều thời gian, chúng ta bắt đầu thôi. Hắn sờ sờ lô tử kim, trong nháy mắt đỉnh lô xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, lộ ra kết cấu bên trong. Trương Thanh Phương với từ hàng thầm cười khổ, mới đầu bọn họ còn đắc ý đối với sự lĩnh ngộ của mình, cho rằng thiên phú của mình cao hơn so với tưởng tượng, nhưng không ngờ lại phải hoảng sợ. Bọn họ cười, sắc mặt nghiêm túc lại, bắt đầu căng thẳng nhìn Tô Tiểu Bạch điều khiển đỉnh ngũ hành. Linh Quyết bị đánh vào trong đỉnh, dần dần truyền đến tiếng ù ù đỉnh ngũ hành là vật ngũ phẩm đã có linh tính nhất định lúc hắn bắt lấy nó dùng má tươi đúc đỉnh sau đó tiến hành phương pháp tinh lọc độc đáo bắt nó về nhưng đúng là bởi vì lực lượng linh hồn tô tiểu bạch làm đỉnh ngũ hành trở nên rất quý giá chớp mắt lô tử kim phát ra ánh sáng tím chói mắt khuếch tán ra lập tức cả tòa núi đều tràn ngập khí màu tím phản chiếu đám mây trên trời biến thành máu tím quỷ dị đỉnh lô xoay tròn nhanh trên trận pháp từng đợt âm thanh ong ong quanh quẩn trong trận pháp. Lúc này, ở phương Thống Sơn có luyện khí sư với đồ đệ luyện khí sư đều ngạc nhiên nhìn lên không trung, nhìn về phía nhóm người luyện khí sư ở xa. Đám người họ sợ hãi dừng công việc đang làm lại, ngẩng đầu lên nhìn. Mặc dù Tô Tiểu Bạch đã lâu lắm không tiến hành luyện đang chính thức như này, hơn nữa vận hành lô tử kim cấp 5 cũng rất khó, nhưng may mà hắn có kinh nghiệm luyện chu xuyên thành đang dược, cho nên cảm giác hiện giờ khá thoải mái. Tô Tiểu Bạch nói khẽ, hai người chú ý chút, giúp ta điều khiển đỉnh, ta phải đi chia dược. Trương Thanh Phương với từ hàng vội lấy một ít linh kỹ ra, nhận lấy nhiệm vụ khống chế đỉnh từ tay Tô Tiểu Bạch. Tô Tiểu Bạch buông tay ra, hơn trăm loại nguyên liệu lơ lửng trên không trung, dưới sự khống chế của lực linh hồn, ngưng kết trong không trung. Lúc này, theo dấu tay biến hóa của Trương Thanh Phương, năm chùm tia sáng ngũ sắc phát ra từ trong lô tử kim, tất cả dược liệu đều được bao phủ bên trong, vần sáng ngủ sắc lóe lên hào quang rực rỡ mọi người phía dưới đều sợ ngây người bọn họ chưa từng nhìn thấy cách xử lý dược liệu này hoàn toàn đi ngược với lẽ thường nhờ sự giúp đỡ của trương thanh phương và từ Hàng tô tiểu bạch mới dám làm một loạt động tác phức tạp khó khăn nếu hắn một mình hắn luyện đang dược có thể sẽ xảy ra sai lầm động tác của hắn ngày càng nhanh mọi người đều sợ ngây người sau đó có vô số bóng dáng xoay tròn xung quanh lô tử kim đây là công pháp cải tiến độc môn kiếp trước của Tô Tiểu Bạch, tên là huyễn ba thiên kinh công, ban đầu với hồn lực cấp 3 của hắn rất khó thi triển, nhưng dưới thể ngọc lưu ly, những động tác phức tạp đều được sức mạnh thân thể của hắn hoàn thành. Công pháp ngũ hành đông lai tử khí, cũng là kết quả công pháp kiếp trước hắn thi triển hoàn thành. Lúc này hắn thi triển huyễn ba thiên kinh công, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, giống như quay về kiếp trước làm luyện khí sư đế vương cấp 9, thi triển bộ huyễn ba thiên kinh công này ở trước mặt hàng nghìn luyện khí sư tới hóa hải triều hành hương. Tinh thần hắn hơi kích động, động tác ngày càng nhanh, ngày càng lưu loát, một cảm giác lâu ngày không gặp từ từ quay lại thân thể hắn. Ta chuẩn bị khởi động trận pháp, hai người chú ý pháp trận biến hóa. Đột nhiên Tô Tiểu Bạch nhỏ giọng nói, làm từ hàng và Trương Thanh Phương bừng tỉnh chưa định thần lại. Hai người kinh ngạc tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, vào lúc quan trọng như vậy lại xuất thần, đúng là choáng váng nhưng kỹ thuật của tô tiểu bạch là ta muốn xem lại xem lại cho dù lần này luyện chế thất bại ta cũng phải nhìn một lần hai người đều là dạng thông minh sắc xảo công pháp sinh động lưu loát như vậy so sánh với trời đất làm lòng họ chấn động mạnh bắt chước phương thức thuật luyện cao nhất chú ý tô tiểu bạch hét lớn thuật pháp kỳ dị đánh vào trận pháp phía trên lô tử kim trên trận pháp nổi gió với tiếng sấm nhỏ một luồng khí nóng phóng lên cao kéo lô tử kim vào trong. Trương Thanh Phương và Từ Hàng vội vàng thay đổi thủ pháp, dùng pháp quyết đánh ra, khống chế lô tử kim thay đổi ở trong gió, một luồng sóng nhiệt khó mà chịu nổi lao ra khỏi trận pháp. Thân ảnh ba người với cả tòa núi đều vặn vẹo dưới sóng nhiệt. Trên núi yên tĩnh, loại phương pháp cải tiến này, đừng nói là nhìn, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Lương Văn Vũ chỉ thấy đầu thoáng hiện lên thứ gì đó rất quan trọng, hắn cố gắng bắt lấy, lo lắng gãi cái ót, rất bực bội còn có rất nhiều luyện khí sư cảm thấy thứ mình cần tìm trong tu luyện ở ngay trước mặt, nhưng bọn họ lại không bắt được. Hiện giờ, ba người Tô Tiểu Bạch đã chia làm ba tòa, ngồi xếp bằng, liên tục khống chế lô tử kim để luyện hóa, chỉ riêng Linh Kỷ đã luyện hơn một nghìn loại. Cho dù Trương Thanh Phương với từ hàng luyện Linh Khí cấp 4, cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Đây mà là luyện chế đang dược cấp 4 sao. Vì sao cảm giác còn biến thái hơn cấp 5? mặc dù hai người này chưa hoàn thiện cấp 5. May mà hồn lực ở đây tăng mạnh, cổ trận dưới núi sông liên tục bổ sung hồn lực mà mọi người làm tiêu hao. Hai người Trương Thanh Phương và Từ Hàng lại càng kinh ngạc hơn, dưới lực bổ sung mạnh như vậy, ít nhất thời gian bọn họ có thể chống đỡ được cấp 3-4 lần bình thường. Trong mắt Lương Văn Vũ hiện lên tia mê mang, đột nhiên một ánh sáng lóe lên trên linh đài, trong nháy mắt, cả không trung đều sáng bừng lên. Sự mê mang trong mắt hắn lập tức tan biến, rõ ràng như vậy hắn lập tức ngồi dậy, hiểu ra. Lương, Lương Đại Sư đột phá. Nghệ nhân bên cạnh kêu lên hoảng sợ, chỉ thấy từng đạo hào quang nở rộ trên người Lương Văn Vũ, sức mạnh linh hồn chấn động, đúng là cảnh giới cấp 3. Lực linh hồn của Lương Văn Vũ đã đạt tới cấp 3. Lúc đột phá, ý niệm cảnh giới lập tức lan ra, giống như một loại năng lượng gì đó, cả đám người bắt đầu xâm nhập vào xung quanh tông môn thuật sư. Theo thời gian trôi qua, những người khó thăng cấp đều lần lượt đột phá. Trong những luyện đan sư cao cấp này, có rất nhiều người có thể lĩnh ngộ và thăng cấp lên luyện đan sư cấp 1. Người không đột phá cũng lĩnh ngộ được rất nhiều ảo diệu, tu vi tăng mạnh. Lúc này ở trên đỉnh núi, ba người hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều giờ, mồ hôi ướt đẫm. Sức mạnh tinh thần của bọn họ cũng đã cạn kiệt, sắp không chống đỡ được. Tô Tiểu Bạch có hai cái cấp bậc công tượng, sức mạnh linh hồn của Tô Tiểu Bạch cũng không thua kém cấp bậc công tượng, ba người họ toàn lực luyện chế chỉ là linh dược cấp 4 thôi sao? Hai người Trương Thanh Phương, từ hàng trong lòng nghi ngờ, nhưng nhiều hơn vẫn là cười khổ, đi theo tô tiểu bạch, ngay cả luyện chế đang dược cũng không tầm thường. Hai người các ngươi lùi lại đi, ta chuẩn bị dùng thần hỏa ngưng kết đan dược. uy lực của thần hỏa rất mạnh, sợ là đốt hai người các ngươi. Chỉ trong chốc lát sẽ nổi lên một trận dông tố. Mặt tô tiểu bạch tái nhợt, trong mắt lóe lên tia sáng. Hai người Trương từ sửng sốt, vội dừng động tác pháp thuật của mình, bay về chỗ cũ. Bọn họ tin lời Tô Tiểu Bạch, nếu bảo bọn họ lui lại chứng tỏ bọn họ không thể chống cự lại. Vào lúc bọn họ cùng thu hồi thuật pháp, Lô Ngũ Hành Tử Kim bắt đầu phát ra tiếng ầm ầm trên không trung, nó rất không ổn định, như sắp phát nổ. Trong mắt Tô Tiểu Bạch hiện lên một tia lạnh lẽo, mi tâm hắn xuất hiện một hình vân hỏa đỏ, giống như đang cháy. Ầm ầm bóng dáng lửa phượng hoàng đột nhiên xuất hiện từ trong đỉnh ngũ hành chớp mắt đã áp chế luồng khí thế mãnh liệt kia một luồng ánh sáng ngũ hành năm màu bắt đầu phát ra từ thang đỉnh lô xuyên thấu không trung cả một phương thốn sơn đều bao trùm trong ánh án ngũ sắc này tất cả luyện khí sư ở xa sợ hãi nhìn cảnh tượng này tô tiểu bạch căng thẳng nhìn lên không trung mày nhăn lại bởi vì đã tới lúc đang dược cuối cùng ngưng kết nhưng bầu trời quan đảng không có dấu hiệu lôi kiếp đang dược cấp 4 không hút lôi kiếp nhưng hai lần trước dùng lửa phượng hoàng luyện chế đang dược, đều hút lôi kiếp. Có lẽ bởi vì hắn ở trong bia thần giới, cho nên không có lôi kiếp. Hắn cao mày, cảm thấy rất hoang mang. Tô Tiểu Bạch hơi thất vọng, nếu hắn có thể trải qua một trận đại chiến lôi kiếp thì uy lực đang dược này sẽ lớn hơn. Nhưng nó không xuất hiện, cũng không gây trở ngại cho việc ngưng kết đang dược. Dưới sự khống chế của hắn, lô đỉnh ngũ hành từ từ xoay tròn. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Quanh, quanh, tô tiểu bạch đánh ra ba chưởng liên tiếp, mỗi một chưởng đều mang pháp ấn lực cường đại, tiếng nổ như sấm ở trên thân đỉnh, mùi đang dược tỏa ra ngoài, lan khắp phương thống sơn, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng sinh cơ mạnh mẽ. Chi chi, đây là linh đang dịu dược cấp 4 sao, lại có thể bay hương nghìn dặm dễ như trở bàn tay. Nhóm luyện khí sư nhìn nhau không thể tin được, trong mắt đầy kính nể và hâm mộ bọn họ đều nghĩ thầm trong lòng, bao giờ ta mới có thể hoàn thiện đang dược như vậy. Trương Thanh Phương và Từ Hàng hơi nhíu mày, bọn họ là người hoàn thành đang dược cấp 4, nên cảm giác được có chỗ khác biệt. Mặc dù luyện chế xong, trận pháp và đỉnh lo cũng không hoạt động nữa, nhưng Tô Tiểu Bạch vẫn ngồi xếp bằng yên tĩnh bên cạnh đỉnh tử, làm hai người suy nghĩ, do dự có nên tới gần không. Rất nhanh, người Tô Tiểu Bạch bột phát ra hào quang, hào quang xoay chuyển trên người hắn, biến thành một điểm sáng màu vàng rải rác xung quanh không khí đây là đột phá trương thanh phương kinh ngạc không ngờ luyện hóa xong lại đột phá sao nhiều người đột phá như vậy ta không được tham gia sao giọng nói thản nhiên của tô tiểu bạch vang lên bên tai trương thanh phương hắn kinh ngạc vội lắc đầu tô tiểu bạch cười khẽ lúc hắn thi triển nguyễn ba thiên kinh công đã có cảm giác mình tới ranh giới đột phá kìm nén tới lúc ngưng đang xong mới phát động sức mạnh đè nén trong cơ thể đột phá lên võ sư cấp 6, đây đúng là niềm vui bất ngờ. Trương Thanh Phương với từ hàng đều nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra hưng phấn. Tiểu Bạch Đại Sư, sao dao động của đăng lực này lại mạnh như vậy? Tô Tiểu Bạch cười cười, ngươi tự xem đi. Hắn sờ sờ đỉnh tử kim, đỉnh tử kim lập tức thu nhỏ lại bằng ấm trà, hắn nắm trong tay. Lúc Trương Thanh Phương với từ hàng nhìn lên, bọn họ ngừng thở, sợ ngây người. Bọn họ thấy, trong đỉnh lô màu tím ánh sáng đang dược chợt lóe lên, 16 viên đang dược hình tròn xuất hiện, bẻ gãy nghiền nát bàn địa xuất hiện ở trước mặt. Trương Thanh Phương chỉ thấy đại não ong ong, hắn nói, 16 viên. Trời ạ, à, ta lại luyện ra được 16 viên đang dược cấp 4. Ta có đang mơ không? Tất cả luyện đan sư đều có thần thức mạnh mẽ, cho nên lời nói của Trương Thanh Phương như sấm bên tai họ, họ sợ ngây người. Cho dù là luyện đan sư cấp 5 luyện chế linh dược cấp 4 vẫn có thể bất bại. Đây rốt cuộc là khái niệm gì? Một đám đều ngẩn người, hóa đá. Hắc hắc. Tô Tiểu Bạch vung tay nhận lấy đỉnh lô và đang dược, mỉm cười với mọi người, nếu không có hai vị đại sư này trợ giúp, ta luyện chế một viên còn khó. Vừa rồi thủ pháp luyện chế của ta gọi là thiên kinh huyễn ba quyết, mặc dù hơi phức tạp với mọi người, nhưng ít nhất cũng hiểu được chút. Ta cho các ngươi xem thử. Hắn sờ tay, trong không trung xuất hiện một linh hồn, bắt đầu thi triển thiên kim huyễn ba quyết với tốc độ rất chậm trương thanh phương với từ hàng chấn động hiểu ra đây là lời cảm ơn của tô tiểu bạch với họ hơn nữa hắn cố ý vào đây không khác gì một phần thưởng bọn họ cũng giống các luyện đan sư khác ngồi xếp bằng ánh mắt nhìn chầm chằm nâng đầu rất nhanh một bộ pháp thuật được thi triển ra bóng dáng trên không trung mỉm cười biến thành một điểm sau đó biến mất mọi người ở dưới đều khao khát được nhìn nhiều hơn nhưng trên không trung đã trời quang mây tạnh không còn nhìn thấy bóng dáng tô tiểu bạch hô trương thanh phương thở dài một tiếng liếc mắt cười khổ với từ hàng nhưng bọn họ ngay cả cửa còn không có đừng nói là nắm giữ thu hoạch duy nhất là lĩnh ngộ kỹ thuật luyện khí học được nhiều thứ mới a à. tiểu bạch đại sư từ hàng rất kinh ngạc lúc này mới phát hiện không thấy bóng dáng tô tiểu bạch đâu trương thanh phương cười khổ nói chắc hắn đi lâu rồi chúng ta đang mãi nhìn diễn luyện ma thuật, cho nên không ai chú ý tới. Lần này ngươi và ta hoàn thiện cửu khiếu linh lung đan, quan sát thiên kim huyễn ba quyết, thu hoạch dồi dào. Vẫn nên tập trung làm tốt phân phó của tiểu bạch đại sư, đến lúc đó hắn sẽ không bạc đại chúng ta. Đúng vậy. Từ hàng sụ mặt nói, thực lực của tiểu bạch đại sư còn mạnh hơn tưởng tượng chúng ta. Chúng ta phải dốc sức làm những việc nhỏ mà tiểu bạch đại sư phân phó. Hắn lập tức đứng dậy, nói lớn tiếng, các ngươi trở lại chỗ ngồi hết đi, cố gắng hết sức làm tốt công việc trong tay. Tiểu Bạch Đại Sư sẽ không bạc đại các ngươi. Nhưng nếu có người không làm tròn bổn phận của mình, lập tức trở về công hội thuật sư. Nếu là mấy ngày trước, rất nhiều người muốn trở về. Nhưng hiện giờ, cảm nhận được chỗ tốt của tháp đan, được chứng kiến kỹ thuật luyện đan và thiên kim huyễn ba quyết của Tô Tiểu Bạch, nếu có người bị đưa về thì còn khó chịu hơn giết hắn. Nhất là người sắp đột phá, bọn họ muốn thể hiện kỹ năng tốt trở lại vị trí của mình bắt đầu liên tục gia tăng tô tiểu bạch rời khỏi phương thốn sơn đi tới sơn động ở trung tâm núi dương tiêu là người có tu vi yếu nhất trong nhóm nhưng sau khi tiến vào sơn động này hắn cảm giác được bình cảnh đại võ sư của mình bắt đầu chấn động hắn tích lũy nguyên khí từng chút một liên tục cọ rửa kinh mạch của mình mà kết giới bí mật kia dường như bị những công kích liên tục làm vỡ vụn liên tục mấy chiêu không có hiệu quả hắn phát hiện kinh mạch mình khó khăn lắm mới cọ rửa được bắt đầu khô héo. Hắn thấy rất quể oải, vô cùng quể oải, lần này hắn vẫn không thăng cấp được thì không biết đến khi nào mới làm được. Đột nhiên, một mệnh lệnh lọc vào tai hắn, tiếp tục kiên trì, thử lại lần nữa. Dương Tiêu kinh ngạc, mở to mắt, đã thấy Tô Tiểu Bạch đang mỉm cười nhìn hắn, tay làm mấy kết ấn, lập tức nguyên khí dày đặc trong động như bị hắn hấp dẫn xé rách thân thể hắn. Dương Tiêu kinh ngạc biến sắc, vội nhắm mắt lại bảo vệ nguyên khí nhưng còn chưa kịp nuốt vào linh khí đã hóa lỏng vọt vào mọi mặt thân thể hắn cọ rửa mỗi một đốt ngón tay và kinh mạch trong thân thể trong lòng hắn chấn động vội dẫn cổ sức mạnh hoạt động quanh người lúc đầu kinh lạc co rút nhanh rồi mở ra nếu như một kích lúc trước chỉ như chảy nhỏ giọt thì lúc này sức mạnh cuồn cuồn như nước sông ầm 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 truyền đến một tiếng vang trầm thấp dứt khoát dương tiêu thấy đầu óc sáng tỏ giống như một thế giới hoàn toàn mới. Kinh lạc trong cơ thể hắn có tổng cộng 100 cái xương cốt bắt đầu có thay đổi nhỏ, mỗi một thay đổi nhỏ đều làm hắn phải chật lưỡi sản khoái. Đây, đây là sức mạnh võ quân sao. Dương Tiêu cảm nhận được sức mạnh hoàn toàn mới, khó kiềm chế được sự hưng phấn, thậm chí thân thể còn rung nhẹ nhẹ. Vân Thiếu, ta. Cốt lắm, dưới trướng của ta lại có thêm một vị võ quân. Tô Tiểu Bạch cũng rất vui mừng, nói lớn, Tạm dừng một lát, ta có lời muốn nói. Lời nói của hắn vang vọng trong sơn động, chấn động mấy dặm. Sơn động này không chỉ có phần thế giới lộ ra trên bề mặt, nó còn kéo dài đến dưới sơn lĩnh rộng lớn, đám người Tiêu trữ vương đã tiến vào trong thâm sơn tu luyện. Giọng nói của Tô Tiểu Bạch vừa vang lên, mấy bóng người lóe lên, chạy ra ngoài. Tô Xuân Dương cau mày, nói căm hận, ta đang đến thời điểm mấu chốt, sao ngươi lại gọi lên? Nếu không có chuyện quan trọng ta sẽ đánh chết ngươi. Trên mặt những người khác cũng lộ vẻ khó chịu. Nơi đây có nguyên khí dày đặc, là nơi tu luyện hiếm có, họ chỉ mong ở được càng lâu càng tốt, nên không muốn bị quấy rầy. Tô Tiểu Bạch cười nói, ta mới luyện chế được ít đan dược, có thể giúp các ngươi nâng cao thực lực. Nhưng những linh đan này có tác dụng phụ lớn, nếu thân thể không đủ mạnh, sẽ nổ tung mà chết. Vì vậy, ngoại trừ võ quân có sức chiến đấu mạnh mẽ thì không ai được dùng mọi người có thể ăn thử một viên trước tiêu trữ vương ngươi có thể ăn hai viên nhưng hiệu quả viên thứ hai sẽ chậm hơn mức độ đau đớn cũng tăng lên chỉ có võ quân mới dùng được mọi người kinh ngạc xem ra đây không phải linh dược bình thường rất nhanh 16 viên đang dược cửu u diệt thế chỉ còn lại 7 viên tô xuân dương tô trường phong trần thịnh đạt la vân thường hồng băng dương tiêu kỷ manh được một viên tiêu trữ vương được hai viên tô tiểu bạch nói tốt nhất các ngươi nên dùng vào lúc mình mạnh nhất. Lão gia tử, ngươi có thể chờ hình cầu của ngươi đột phá xong ổn định lại mới dùng, đến lúc đó sẽ có niềm vui bất ngờ. Còn cha, nếu ngươi vừa đột phá cấp võ quân, hãy chờ cấp bậc ổn định rồi dùng. Về phần con thú tóc húi cua kia, ngươi cũng có thể lấy hai viên. Hắn tóm lấy huyền lôi đang rít gào lên, lấy một viên đang dược ra nhét vào miệng. Huyền lôi gầm lên như cảm nhận được gì đó, không chịu ăn, dưới sự cưỡng ép mạnh mẽ của tô tiểu bạch nó gào rống mạnh mẽ trong mắt lộ vẻ sợ hãi trên mặt lại tức giận kêu lên ha ha đây cũng có phải độc dược đâu ngươi kêu cái gì chỉ hơi đau thôi chờ ngươi qua cửa này sẽ biết chỗ tốt của nó tô tiểu bạch cười ha ha không để ý đến tiếng gầm động trời của nó hắn cẩn thận đưa một viên lên miệng nuốt vào ngồi xuống dưới mặt đất mọi người thấy hắn nuốt vào thì đều rất cảnh giác nhưng mà lúc viên thuốc này phát ra linh khí rất mạnh bọn họ như mở cờ trong bụng chớp mắt đã biến mất ở trong sơn động sau khi tô tiểu bạch nuốt linh dược vào rất nhanh đã cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn phát ra từ linh dược cũng bắt đầu chảy vào thân thể hắn mới đầu luồng sức mạnh này rất êm dịu giống như hắn đang phát động năng lượng sinh mệnh để tinh lọc thân thể mình nhưng rất nhanh luồng sức mạnh êm dịu này đã trở nên sắc bén khó chịu loại sức mạnh làm người ta hít thở không thông ngày càng mạnh cuối cùng như biến thành hàng nghìn hàng vạn mũi dao chạy trong thân thể hắn làm hắn đau đến trợn mắt cả người run rẩy lúc này huyền lôi gào thép cũng bắt đầu đau đớn vặn vẹo trên mặt đất dương tiêu đang đứng bên cạnh xem cả người đều đổ mồ hôi lạnh hắn sợ xảy ra chuyện cẩn thận bảo vệ bên cạnh tô tiểu bạch một giây cũng không dám thả lỏng đột nhiên trong động truyền đến tiếng cầm thép đau đớn là giọng nói của tô trường phong tiểu tử ngươi là ai Ngươi cho ta ăn đang dược gì, ta đau sắp chết rồi, không phải ngươi muốn giết cha ngươi chứ, đúng là, trời ạ. À. Rất nhanh, mấy người ở bên trong cũng khóc thét lên, truyền đến những tiếng kêu thảm thiết làm lòng người nguội lạnh. Chỉ có tô tiểu bạch vẫn giữ bình tĩnh, mặc dù hắn đau đến cả người run rẩy, ngũ khiếu bắt đầu chảy ra máu. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không lên tiếng, nhìn thấy y ân cũng đổ mồ hôi đầy người. ầm ầm. Một tiếng động nặng nề phát ra từ người tô tiểu bạch, Hắn mới đột phá đến võ sư cấp 6, nhưng lại sắp đột phá. Điều này làm Tô Tiểu Bạch rất khó chịu. Hơn nữa, sau khi luồng linh khí đột phá lên cấp 7, vẫn tiếp tục tăng, dường như đang lớn mạnh lên. Mà Dương Tiêu thấy thân thể Tô Tiểu Bạch lộ ra lạnh như băng, dưới làn da trong suốt máu bắt đầu dồn trong mạch máu, như sắp tràn ra, rất kinh khủng. Cửu khiếu linh lung hoàng có hiệu quả trị liệu bùng nổ, cửu khiếu ảnh hưởng mãnh liệt, phóng ra tiềm năng lớn nhất của thân thể. Nếu để võ vương dùng sợ là sẽ tổn thương thân thể, trực tiếp nổ banh xác mà chết. Cường độ thân thể của Tô Tiểu Bạch không thua kém võ quân bình thường, mà sức chịu đựng của hắn còn mạnh hơn phần lớn võ quân. ầm 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 Lại một tiếng nổ trầm thấp vang lên, trực tiếp thăng lên võ sư cấp 8. Chi chi. Ánh mắt y ân sợ hãi mở to. Hắn mất một năm mới từ võ sư cấp 6 lên võ sư cấp 8. Tốc độ này đã coi như rất nhanh, hắn còn kiêu ngạo một đoạn thời gian, nhưng hiện giờ có vẻ rất vô nghĩa. Sức mạnh liên tục thăng lên, trời ạ. À. Không phải hắn sẽ lên thẳng cấp chính chứ. Trái tim y ân đã nhấc tới cổ họng, hắn tiếp tục cảm nhận nguyên khí dao động trên người tô tiểu bạch, cuối cùng thở vào nhẹ nhõm. Hô! Cuối cùng hắn cũng dừng lại, đúng là biến thái. Vào lúc hắn đang thở vào nhẹ nhõm, đột nhiên nhìn thấy tô tiểu bạch mở mắt vô lực, lại lấy cửu u diệt thế đang ra, bỏ vào trong miệng, ngồi xuống. Chi chi. Hắn không muốn chết. Ánh mắt y ân trừng lớn như cái chuông đồng, bởi vì sau khi tô tiểu bạch nuốt viên linh dược vào, máu ở dưới da cũng phun ra khỏi ngọc thể trơn bóng của hắn, hơn nữa không thể cứu vãn, rất nhanh toàn thân hắn đã bị máu bao phủ, trên mặt cũng có ngũ khiếu đổ máu. Cùng lúc đó, nguyên khí dao động vốn dừng lại, sau khi nuốt vào viên đan dược thứ hai lại từ từ gia tăng. Hô. Hưu. Đích một tiếng. Đột nhiên, trong động xuất hiện hai bóng người, không phải ai khác đúng là Tô Trường Phong và La Vân Thường, trên người đều là máu, sắc mặt khó coi. Hai người liếc nhau, trong mắt vừa mừng vừa sợ lại thấy khó tin, kinh ngạc hai người đều đột phá. Dương Tiêu cũng kinh ngạc vì tốc độ đột phá của bọn họ quá nhanh. Hắn theo bản năng sờ sờ viên thuốc trên người, rất muốn lập tức nuốt xuống. Vào mấy năm trước, vì để đột phá võ quân hắn phải nỗ lực và tích lũy rất nhiều, nhưng những người này chỉ nuốt một viên thuốc vào, trong chớp mắt họ đã tăng lên một cấp. Lúc này, huyền lôi lăn lóc trên mặt đất cũng dừng tiếng gầm lại, giống một con mèo rơi xuống nước tru lên, cúi đầu, quỳ rạp trên mặt đất. Nhưng mà nhìn linh khí trên người nó, thực lực đã tăng rất lớn. Oanh! Vào lúc Dương Tiêu đang vùng vẫy phải tỉnh táo lại, Tô Tiểu Bạch quát lớn. Võ sư cấp 9 Dương Tiêu kêu lên một tiếng, suýt nửa ngất xỉu. Hơn nữa, linh khí của hắn còn đang tiếp tục gia tăng. Này! Không chỉ hắn mà cả Tô Trường Phong và La Vân Thường cũng chìm đắm trong đó, hoàn toàn lấn át lý trí của bọn họ. Mặc dù đang dược rất mạnh, nhưng hiệu quả có hạn. Nếu cứ tiếp tục đột phá như vậy, đây còn là người sao? Vậy những thiên tài cực khổ tu luyện nhiều năm mới đột phá một cấp hai cấp, biết sống thế nào? Phốt! Cuối cùng, Tô Tiểu Bạch cảm thấy mình sắp không chịu được, máu tươi trào ra từ trong miệng. Trong máu có chứa rất nhiều linh lực công pháp, còn chưa kịp tiêu hóa. Hắn dùng viên thứ hai rất cẩn thận, bao lấy linh dược dần tiêu hóa nguyên khí, lúc hắn phát hiện mình không dùng được nữa, phun ra một nguồn máu. Ta không chịu được, nếu cưỡng ép tiêu hóa sẽ nổ banh xác mà chết. Tô Tiểu Bạch nở nụ cười bi thương, mở mắt. Ngoại trừ tiêu trữ vương, mọi người đều tụ tập ở đây, người nào cũng máu thịt lẫn lộn, hoảng sợ, lại nhìn hắn với ánh mắt nóng rực, mỗi người đều như sói hoang nhìn thấy Sơn Dương. Cái gì? Ngươi làm gì vậy? Tiểu tử tốt lắm, hiện giờ ngươi có đường lui tốt như vậy, xem ta có đánh chết ngươi không? Tô Trường Phong chạy lên kéo áo Tô Tiểu Bạch, không để ý đến chuyện hắn bị trọng thương, quát. Còn có bao nhiêu người, đều lên cho ta. Trần Thịnh đặt hết ở phía sau. Mỗi người đều có phần, Chúng ta đều làm việc cho đứa nhỏ này, lão tử không thể làm không công cho hắn. Mỗi người được thêm một vạn tiền. Một vạn, được, ta không có ý kiến. Hồng Băng giơ tay khen ngợi. Lúc này, chỉ còn lại Tô Xuân Dương và Dương Tiêu, nhưng hai người họ cũng chờ mất kiên nhẫn, đám người bạo bằng mặt đầy hưng phấn. Ngay cả Huyền Lôi uy phong lẫm liệt cũng gào lên, phe phẩy cái đuôi, như đang nói, ta cũng muốn. Tô Tiểu Bạch cười nói, Viên cửu u diệt thế đan này dùng lần hai hiệu quả sẽ giảm một nửa, nhưng lại đau đớn hơn. Cho dù thân thể võ vương cũng không thể chịu được ba viên. Hơn nữa sau khi ăn xong viên thứ hai, hiệu quả sẽ giảm hơn một nửa. Mặt khác, dựa vào đan dược để gia tăng thực lực cũng không phải con đường tốt, nếu lĩnh ngộ chiến ý không cao, cũng không tốt. Không tồi. Tô Xuân Dương vẽ mặt trịnh trọng nói, quan trọng vẫn phải dựa vào tu vi của mình, nếu có hiệu quả trái ngược, thân thể phát nổ vậy mới là gặp quỷ nhưng mà hiện giờ ta đã bước vào cảnh giới cao chắc là vẫn có thể sử dụng được tô tiểu bạch đang nghe truyện trên tv audio cv bất đắc dĩ đành phải đưa cho lão giả một viên lại ném cho huyền lôi một viên mười viên cửu u diệt thế đang chỉ còn lại hai viên sau đó mọi người khó chịu rời đi vội trở về ôn định tu vi dương tiêu chấn động nói vân thiếu ngươi không ôn định tu vi của mình sao dù sao, lập tức thăng ba cấp, đúng là mới nghe lần đầu. Cho dù hắn có mạnh mẽ, sợ là cũng rất khó ổn định tu vi của mình. Không cần. Tô Tiểu Bạch cười khẽ, hắn từng sống đến cửu trọng thiên đỉnh phong, lĩnh ngộ võ đạo dung hợp với trời đất, võ sư cấp chính không quan trọng lắm. Hắn nói cảnh cáo. Ngươi phải trở thành cao thủ tinh anh, mới có thể ổn định dùng đan dược, không thì sẽ rất nguy hiểm. Nói xong, hắn biến mất ở trong sơn động, để lại dương tiêu vẻ mặt mờ mịt với huyền lôi đau khổ lăn lộn trên mặt đất dương tiêu bình tĩnh lại vội ngồi xuống hai chân vắt chéo bắt đầu ổn định thực lực của mình thân thể tô tiểu bạch lóe lên xuất hiện trên phương thốn sơn làm cổ dung đứng trước mặt hắn hoảng sợ khi hắn nhìn thấy bộ dạng của tô tiểu bạch lập tức nói qua hắn quát lớn nhào tới đau đớn kêu lên tiểu vân ngươi không thể bất công ta ở bên ngoài hao tổn tâm sức vì ngươi Mấy tên khốn này mới vào, cải tiến huyền cơ bên trong một chút, những người này vốn chỉ là hạt bụi giờ đều vượt lên trước ta. Hoa. Như vậy. Một trận nước mắt nước mũi, đi sát tới bên cạnh Tô Tiểu Bạch. Phanh. Tô Tiểu Bạch đánh mạnh một quyền vào đầu, làm đầu hắn bị hất sang một bên, mắt bầm tím, máu mũi chảy xuống. Đừng giả đáng thương ở trước mặt ta, ba trận pháp cơ bản này bố trí thế nào? Lúc này, Cổ Dung ôm mặt đau thương, báo cáo. Không làm ngươi thất vọng, đã hoàn thành. Nhưng mà, nguyên thạch của ta đã dùng hết rồi, ta tập hợp được hơn hai vạn khối nguyên thạch thượng phẩm từ chỗ bạch manh, để hoàn thành công tác chuẩn bị. Vân Thiếu, ta nghe nói ngươi đã diễn luyện một công pháp tên là Thiên Kinh Huyễn Ba Quyết. Hắn còn chưa nói xong, đã nghẹn ở họng, bởi vì Tô Tiểu Bạch ở trước mắt đột nhiên trở nên trong suốt, cuối cùng vặn vẹo biến mất dưới tầm mắt của hắn. Hoa! Tiểu Bạch! Ngươi đúng là bất công." Cổ Dung hét với không khí. Tô Tiểu Bạch đi ra khỏi bia thần giới, đi tới tiểu viện phủ thành chủ, trong tay có mấy đạo pháp quyết, lập tức cảm giác được hai luồng sức mạnh kỳ quái bao phủ bên trên võ thành, pháp quyết và ẩn quyết thay đổi trong tay hắn, hai thực thể liên hệ với mình. Một khắc này, hắn thở vào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù trận pháp đơn giản, nhưng chúng có thể tăng gấp đôi sức mạnh phòng thủ và tấn công của võ thành hắn đi vào trong phủ thành chủ lúc này người báo danh cũng rất thưa thớt gần như tất cả mọi người muốn gia nhập đều đã báo danh sau khi nhận được nhiều tài nguyên trước mặt đều sống một chỗ trong võ thành chăm chỉ tu luyện bạch vũ vừa nhìn thấy tô tiểu bạch vội đứng lên đón tiếp những cao thủ võ lâm xung quanh đều ngạc nhiên nhìn vị thành chủ tài giỏi này tô tiểu bạch hỏi tổng cộng có bao nhiêu người báo danh thực lực thế nào bạch vũ vội báo cáo số liệu thống kê Trước mắt có một võ vương, bốn võ quân, 120 đại võ sư, 1722 võ sư. Nàng lấy một cái túi trữ vật từ trong giới chỉ ra, đưa cho Tô Tiểu Bạch, "Tiểu Vân, lúc ngươi không ở đây, đinh phu nhân của thương hội Thiên Nguyên có đưa tới cái này, còn có rất nhiều vật phẩm cấp thấp, thấp khác, lại sắp hết rồi." Mắt Tô Tiểu Bạch sáng lên, nhận lấy túi trữ vật, cảm giác bên trong có một tầng cấm chế, hắn cười bất lực, tay vừa động, lập tức mở ra. Chắc Đinh Linh Nhi sợ Bạch Vũ nhìn lén, cho nên mới thiết lập cái này. Bên trong có rất nhiều chiến xa và vật phẩm cấp 4, không đủ còn bổ sung thêm một lượng lớn tài liệu cấp 4 khác nhau, giá trị nhiều không đếm xuể. Hắn rất vui vẻ, mỉm cười nói. Khi sử dụng hết những tài liệu và dược còn lại thì dừng việc này. Các ngươi hãy thông báo xuống phía dưới, giữa trưa ngày mai những người gia nhập phải đến quảng trưởng Võ Thành, nếu không sẽ xử lý như đào binh. Nghe đến đó, mọi người xung quanh đều tranh đoạt giấy báo danh, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Đám người vốn thưa thất đột nhiên đông lên. Tô Tiểu Bạch lập tức đi vào bia thần giới, một tay bắt lấy cổ dung, khen, trận pháp này không tệ, giờ ngươi có một nhiệm vụ phải làm. Vẻ mặt cổ dung đau khổ nói, vân thiếu, ta muốn đi tu luyện. Hừ. Tô Tiểu Bạch hừ lạnh, đừng quên thân phận của ngươi, giờ ngươi vẫn là nô bộc của ta, sao có thể cò kè mặt cả làm cho tốt, hãy phóng hết ưu thế của ngươi ra. Ngươi có muốn làm không? Đương nhiên là ta đồng ý. Cổ dung vừa nghe thấy có lợi ích, lập tức phấn trấn tinh thần. Tô Tiểu Bạch lấy bút ra, viết hai phong thư đặt trong hộp thư, mỉm cười, nói. Ngươi tự mang hai phong thư này cho Linh Nhi của Thương hội Thiên Nguyên và Doãn Triêu Dương của Vạn Bảo Lâu, bảo võ thành cần vật tư, muốn mượn hai mươi vạn nguyên thạch thượng phẩm. Chi chi. Cổ dung hoảng sợ, nói. 20 vạn nguyên thạch thượng phẩm. Bọn họ sẽ cho ngươi mượn sao? Tô Tiểu Bạch cười nói, đương nhiên rồi, nhưng bọn họ chưa chắc đã cho mượn ngừng đó. Dù thế nào, càng nhiều càng tốt. Cổ Dung đang định rời đi, đột nhiên nhớ tới gì đó, cao mày nói. Tiểu Bạch, có chuyện này ta không biết có nên nói không? Tô Tiểu Bạch kinh ngạc, cười nói. Muốn nói thì nói đi, nói chuyện với ta khó như vậy sao? Lúc này cổ dung mới nói, lần này ba trận pháp sinh ra, 2.000 quân đội thiên su đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiểu đội thiên su từ thiên xuyên quốc đi theo ngươi, đương nhiên bọn họ sẽ trung thành hơn những cao thủ mới chiêu mộ này. Nhưng hiện giờ, trang bị và trình độ tu vi của họ lại thua xa những cao thủ này. Đặc biệt là ở phương diện trang bị, trong hơn 2.000 người, chỉ có tầm 10 người có binh khí, hơn nữa còn có trần chân, người ta đứng ở phía ngươi đó đừng nói đến binh sĩ cấp 2, cấp 3, vẫn còn rất nhiều đang dược dư thừa. Mấy ngày nay hắn ở chung với những thiếu niên này, trao đổi với họ rất nhiều, họ rất tốt, cho nên hắn muốn bao bọc họ. Trên mặt tô tiểu bạch lộ vẻ đâm chiêu, hắn nói với giọng khàn khàn: lần này ta để Trương Thanh Phương sư phụ dẫn đội, rất nhiều đang dược đấu khí thu về đều để họ gia tăng thực lực. Nhưng số lượng 2.000 người quá lớn, trong thời gian ngắn khó mà thỏa mãn được họ. Ta muốn dùng tất cả tài nguyên của thương hội thiên nguyên và vạn bảo lâu cung cấp tập trung lại, tiến hành phân chia. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề này, tiểu đội thiên Xu là sức mạnh đầu tiên trong tay ta, nếu những thiếu niên này đều có thiên phú lớn, tiềm lực phát triển lớn, đương nhiên ta sẽ không bạc đãi bọn họ. Nói xong, cổ dung thở vào nhẹ nhõm, yên tâm thoải mái đi đưa thư. Nhưng hắn nhớ tới nội dung thư là để mượn đồ, trên trán lại đổ mồ hôi lạnh, hắn lo lắng người thương hội thiên nguyên và vạn bảo lâu giận giữ xé hắn thành mảnh nhỏ cổ dung đi rồi tô tiểu bạch suy nghĩ một lát xoay người biến mất ở trong đại sảnh đi tới trước bia thần giới mặc dù phương thống sơn là trung tâm của linh mẫn nhưng đại trận tái sinh linh khí liên tục lấy mẫu linh khí ngọn núi tràn đầy tự nhiên sẽ tràn vào trong bia thần giới hắn chọn đại một chỗ ngồi xuống lại ăn cửu u diệt thế đang vào tu vi của hắn chỉ có đại võ sư cho nên tác dụng của cửu u diệt thế đang được phóng đại rất lớn. Mặc dù sau ba lượt không có hiệu quả, nhưng lần thứ ba, hắn vẫn cảm giác được sức mạnh của mình đang gia tăng, có điều đau đớn khó chịu đựng hơn rất nhiều. Hắn bị cơn đau kích thích, gầm thét phẫn nộ. Mấy giờ sau, tô tiểu bạch máu me đầy người ngã trên đất, đau đến ngất đi. Sức mạnh trong cơ thể hắn đã lên tới võ sư cấp chính đỉnh, cuối cùng dừng lại không đột phá cửa cuối cùng. Giữa trưa hôm sau, trên quảng trưởng võ thành. Đứng đầy người, chia làm hai bên. Nhóm võ giả mới chiêu mộ chia ra đứng trong các đội, lúc này đang vừa nói vừa cười. Bên kia là đội học sinh, mặt khôi giáp, cầm đao kiếm, quân kỷ nghiêm minh, không có tiếng động gì. Nhóm võ sư bên này lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn nhìn ra được trình độ và tuổi tác của những học sinh này, nhưng trong mắt lộ vẻ kinh miệt. Dù sao, phần lớn bọn họ đều là binh sĩ, có rất ít người đạt tới trình độ tu vi đại võ sư các ngươi câm miệng hết cho ta im lặng đột nhiên giọng nói của tô tiểu bạch vang lên trong khoảnh khắc hắn xuất hiện ở lối vào quảng trường trên quảng trường trống rỗng tất cả mọi người sững sờ mấy nghìn người đang ngồi ai cũng không biết hắn xuất hiện từ bao giờ trần thịnh đạt và hồng băng bạch vũ chia ra đứng hai bên tô tiểu bạch bốn người đứng trên đỉnh lạnh lùng nhìn mấy nghìn người phía dưới có cảm giác như đứng trên đài duyệt binh. Tô Tiểu Bạch hét lớn, tiếng nói phía dưới lắng xuống. Trên mặt mỗi người lộ ra vẻ ôn hòa. Những người này lúc trước đều là võ giả cô độc một mình, quen tự do, bọn họ không dễ đè nén tâm tình. Nếu không phải lần này có lợi ích lớn thì bọn họ cũng không gia nhập. Tô Tiểu Bạch cười lạnh nhìn chầm chầm phía dưới, ánh mắt lần lượt xẹt qua từng người. Các ngươi đã cầm tiền của ta, chính là người của ta, phải nghe ta ai dám gạt ta, ta không chỉ lấy lại đồ, mà còn lấy mạng người đó. Hắn nói với giọng cường đạo, nhưng trên người lại có một loại sức mạnh vô hình, chấn động trong đầu mọi người, xâm nhập vào chỗ sâu trong linh hồn bọn họ, đám người vốn kinh ngạc lại càng sợ hãi. Lúc này, bọn họ mới cảm giác được, thành chủ 15 tuổi này không đơn giản, không chỉ có thực lực võ sư cấp chính như họ nhìn thấy. Cái gì? Một võ sư cấp chính đỉnh, Tất cả đám người có tu vi từ đại võ sư trở lên đều kinh ngạc, trong mắt họ lộ vẻ hoảng sợ. Mới qua mấy ngày. Điều này không thể nào. Không thể nào, nhất định hôm qua nhìn nhầm. Bọn họ càng nghĩ càng thấy đúng, bình thường trở lại. Chỉ có trong mắt Tiễn Đa Đa là hiện lên tia hoảng sợ, mấy ngày trước hắn chắc chắn Tô Tiểu Bạch là võ sư cấp 5, hơn nữa trên người hắn không có mấy thứ đồ vật để che giấu tu vi. Nếu không với thực lực võ vương cấp chính hắn không thể cảm ứng được như vậy chỉ còn một lời giải thích mấy ngày nay tiểu tử này đã liên tục thăng bốn cấp chi chi vừa có kết luận này hắn đã hít một ngụm khí lạnh lắc đầu mạnh chuyện này tuyệt đối không thể hay là hôm đó hắn nhìn nhầm ừ đúng chắc chắn là hôm đó hắn nhìn nhầm rồi tiễn đa đan tiến lên tô tiểu bạch nói thản nhiên như đang ra lệnh nhếch miệng cười nhìn tiễn đa đa Ánh mắt mọi người tập trung trên người tiễn đa đa, đây chính là võ vương cấp 9. Cho dù hắn là người một nhà cũng không thể tùy tiện gọi như vậy. Tất cả mọi người đều căng thẳng, nếu người này tức giận, bạo phá, vậy hắn có nhằm về phía bọn họ không? Vậy thì thành vật hy sinh rồi. Tất cả mọi người đều căng thẳng, âm thầm quán trách tiểu tử này không biết điều, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. sắc mặt tiễn đa đa thay đổi, hơi trắng xanh. Hắn là võ vương cấp 9, Đi đến đâu cũng là khách. Ngay cả quốc chủ một nước cũng phải khách khí với hắn. Người này thật sự là Chỉ trong chốc lát, nội tâm hắn từ chối, nhưng hắn nhìn thấy khóe miệng Tô Tiểu Bạch nhếch lên, trong lòng thở dài không biết làm sao, tưởng tượng đến Phá Nguyệt Bảo Quyền, khuôn mặt lập tức dịu xuống, không tình nguyện nói thầm. "Bỏ qua vậy." Hắn vẫn sải chân đi tới gần. "Chi Chi." Tất cả mọi người thầm hít một ngụm khí lạnh, rất sợ hãi bốn vị võ quân thay đổi sắc mặt, bởi vì đối phương là một võ vương cấp chính. nếu sau này thanh niên này gọi bọn họ thì có phải bọn họ cũng nên dùng giọng điệu thấp nói với hắn không? những người này đều có thói quen đi một mình, trong tính tình vẫn có loại khó thuần. nếu không với thực lực của bọn họ, ở đâu cũng có thể sống rất vui vẻ, không cần bị lợi ích thu hút gia nhập vào võ thành. đây là điều ta hứa với ngươi. tô tiểu bạch lấy một viên ngọc giản và một cái hộp nhỏ cho tiễn đa đa người nói đang dược ở trong cái hộp nhỏ này. Ta cho ngươi thêm một chỗ tu luyện bí mật. Hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi đã thăng lên võ tông. Võ tông. Mọi người ở dưới lầu đều nghĩ thầm, đứa nhỏ chính là đứa nhỏ. Hắn không biết mình đang nói gì. Cho dù tiễn đa đa là võ vương cấp chính, cũng rất khó thăng cấp vào võ tông.ít nhất cũng phải tích lũy mấy năm thậm chí mấy thập niên mới có thể làm dược. thân thể tiễn đa đa rung lên vội đặt ngọc giản lên trán, thần thức thâm nhập vào ngọc giản. Mắt hắn hiện lên hào quang, thân thể hưng phấn đến mức không nhịn được. Phá Nguyệt Bảo Quyền, đúng là Phá Nguyệt Bảo Quyền đầy đủ. Ha ha, không ngờ ta lại có được thần vật như vậy. Cho dù là võ đế, võ quân ta cũng có thể giẫm nát dưới chân. Chờ ta trở lại sẽ tính sổ với các ngươi. Hắn rất kích động, đặt Phá Nguyệt Bảo Quyền ở một bên, nhìn vào cái hộp nhỏ kín đáo, không để ý mở ra mắt hắn trợn trừng kinh ngạc, hắn nói. Đây là, cửu u diệt thế đan. Đây là một viên cửu u diệt thế đan. Trong mắt Tô Tiểu Bạch lộ vẻ kinh ngạc, cười thoải mái nói, nếu ngươi biết nhìn linh dược vậy, xem ra có rất nhiều kiến thức, huống hồ công pháp phá nguyệt bảo quyền đủ để thay đổi vấn đề trong cơ thể ngươi. Trong thời gian ngắn đột phá chắc không sao. Tiễn đa đa kinh ngạc trong lòng, thầm kêu khổ, có người gia nhập nghe thấy tiếng hạo nguyên đan, hắn thật sự phát hiện ra thân thể mình có vấn đề, mới lấy ra phá nguyệt bảo quyền, thiếu niên này là ai? Không chỉ có công lực thần bí, ngay cả kiến thức cũng làm người ta kinh sợ. Ta sẽ cố gắng hết sức. Tiễn đa đa cố gắng áp chế do dự trong lòng, lấy linh dược kia ra. Lúc này, hắn mới trở về chỗ, đứng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt khép hờ, không cho người khác nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Bỗng nhiên, một chiếc chiến xe thanh lang bay lên trời, bên trên có tiếng gầm giận dữ. Thì ra là ngươi. Ngươi dám dùng bí thuật cướp đoạt linh khí mấy nghìn dặm. Ngươi là ai? Sao dám trộn linh lực trong phạm vi mấy nghìn dặm? Chết tiệt! Tô Tiểu Bạch kinh ngạc, không ngờ nhanh như vậy đã có người đến tìm hắn. Hắn cười ha ha, đứng lên, nói. Cái gì mà cướp đoạt linh khí, ta chưa từng nghe nói. Nếu ngươi không có linh khí, thì có thể đưa đệ tử của ngươi tới Võ Thành, Ta cam đoan tài nguyên tu luyện của ngươi sẽ tăng gấp 10 lần so với trước kia." Một nam tử trung niên từ trên chiến xa đi xuống, vẻ mặt giận dữ hết, "Mau trả lại linh khí cho ta, nếu không ta sẽ phá hủy võ thành." Đồng tử của nam tử đột nhiên co lại, mới đầu hắn tưởng đây chỉ là một tòa thành nhỏ, nhưng liếc mắt nhìn lại, phát hiện xung quanh có rất nhiều võ giả mặc dù tu vi phổ biến không cao, nhưng vẫn làm hắn thấy sợ hãi. Trận thế như vậy có thể sánh với một tông môn hoặc một gia tộc nhỏ. Từ khi nào Võ Thành có sức mạnh như vậy? Vô đạo đức. Một luồng nguyên khí lưu chuyển trên người Tô Tiểu Bạch, hắn nói lạnh lùng. Ngươi dám nói muốn hủy diệt Võ Thành ta, nhớ kỹ tội trạng thứ nhất của ngươi, trong vòng 3 giây lập tức biến mất, nếu không cả đời cũng không trở mình được. Nam tử trung niên trên chiến xa biến sắc, phẫn nộ nói. Chỉ là một võ sư cấp 9, không biết tự lượng sức. Ngươi đã muốn chết, ta không ngại thỏa mãn ngươi. Hắn siết chặt tay trên chiến xa thanh lan tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh, phẫn nộ từ trên không trung lao xuống. Chiến xa thanh lan là một đấu khí chiến đấu cấp 4, có thể tự động công kích, chỉ cần dùng kỹ xảo ma pháp khống chế nó. Giá trị chiến xa này tương đương với một đạo pháp di chuyển. Trần Thịnh Đạt với Hồng Băng đang định động thủ, Tô Tiểu Bạch dùng thủ thế ôn hòa ngăn họ lại. Hắn từ từ rút kiếm hổ nha ra, linh quang lóe lên trên thân kiếm, kiếm biến thành một con hổ màu đỏ, gầm lên lao về phía trước kiếm hổ nha hổ gầm chấn sơn lâm bóng dáng hổ gầm đánh tan thanh lang nhưng thân hình hổ dữ không tiêu tán tiếp tục nhằm về phía chiến xa cái gì cái gì nam tử trung niên kinh ngạc một võ sư nhỏ bé sao có thể phá tan tác động của chiến xa hắn không nghĩ ra một loạt thủ ấn chưởng lực ngưng kết thành khí đánh về phía hổ dữ hừ một võ quân mà thôi lại dám tới võ thành ta làm càng ánh mắt tô tiểu bạch dần lạnh xuống Đỉnh ngũ hành từ từ xuất hiện ở trong tay phải hắn, hắn thờ ơ vứt đỉnh ngũ hành ra, thầm hô một tiếng. Tử khí đông lai, đỉnh lô càng khôn. Đỉnh lô màu tím bay lên không trung, đánh vào bàn tay lớn của nam tử, xuyên qua bàn tay, nhanh chóng biến lớn, một ánh sáng ngũ sắc xuất hiện bên cạnh đỉnh lô, một đóa hoa nở rộ, hào quang dung hợp không tan biến, bao phủ nam tử trung niên. Chi chi. Sắc mặt nam tử trung niên thay đổi, hắn hít một ngụm khí lạnh nói hoảng sợ. Lực ngũ hành, đây là đấu khí cấp 5, ẩn chứa ngũ hành. Ngươi chỉ là một võ sư, sao có thể điều khiển đấu khí cấp 5? Hắn không nghĩ nhiều, vội rút kiếm ánh sáng ra, chớp mắt đã gỡ bỏ phong ấn, dùng một kích đánh nát. Kim quang xuyên qua bầu trời, trực tiếp chặt đứt lực ngũ hành. Một luồng kim quang hiện lên chiếu sáng không khí. Dù sao trong đỉnh lô màu tím có chứa ánh sáng ngũ hành, mà không phải võ vương, cho nên uy lực của nó có hạn. Nam tử trung niên chặt đứt ánh sáng ngũ sắc, lúc sau trong lòng thầm thở vào nhẹ nhõm. Nếu lực ngũ hành này do một người có thực lực sử dụng, hắn không thể dùng một chiêu đánh bại được. Tô Tiểu Bạch cười lạnh, tay giơ lên, đỉnh ngũ hành lập tức to lên gấp mấy lần, quanh người hắn là màu tím, có ánh sáng ngũ sắc bao phủ bên ngoài, giống như một tòa núi nhỏ, phi về phía chiến xa bay. Thân thể tử khí đông lai vẫn liên tục phóng đại trên không trung, Che kính trời che luôn ánh mặt trời, trên bầu trời chỉ nhìn thấy một thứ gì đó màu tím di chuyển rất nhanh. Kẻ điên! Bảo vật như vậy lại dùng để kết thúc. Nam tử trung niên tức giận quát lên, rất bất mãn với hành vi tàn nhẫn của tô tiểu bạch. Nhưng hắn không dám va chạm. Nếu chiến xa sập, hắn không những không vận chuyển được hàng hóa, chỉ sợ cũng không thể làm đỉnh lô tử lớn như vậy đổ ở trên người mình. Lập tức có mấy đạo phong ấn đánh vào chiến xa chiến xa thanh lang xoay đầu phi như bay. Hừ, muốn chạy trốn. Cho ngươi thời gian quay đầu, nhưng ngươi không quay, giờ phải ở lại cho ta. Trên người tô tiểu bạch bộc phát ra mấy đạo kim quang, ma pháp phức tạp lúc ẩn lúc hiện ở trong tay hắn. Cuối cùng, một ấn ký ma pháp màu vàng hình thành, hắn vẫn nộ đập nó. Đại nhật kim quang kiếm, tứ ngã diệt vong. Vào lúc hắn tạo cái kim ấn cuối cùng, một phần sáng màu vàng xuất hiện trong không trung, trên bầu trời xuất hiện thêm một điểm kim quang, chớp mắt đã hóa thành vạn đạo kim quang, xẹt qua không trung ngưng tụ thành một thanh kiếm chém vào chiến xa. Ầm ầm. Thanh kiếm vàng xuyên qua bầu trời, cắm thẳng vào chiến xa thanh lang, bộc phát ra vầng sàn máu vàng chói mắt. Ngoài dự đoán của mọi người là, sau khi thanh kiếm này đấm thủng chiến xa, khí thế không giảm bay lên không trung. Chiến xa thanh lang bị kiếm chém nát, phát ra tiếng gầm thét lớn, bay lên trời. B uy lực thanh kiếm lại có thể chặt đứt một chiến chiến xa cấp 4. Vào lúc chiến xa nổ mạnh, võ quân cũng bị năng lượng lớn đánh vào, miệng trào ra máu tươi, rơi xuống với chiến xa. Xem lần này ngươi có chết không? Tử khí đông lai, đỉnh chấn càng khôn, chấn cho ta. Tô Tiểu Bạch lại làm thêm mấy thủ quyết, đỉnh lô màu tím trên không trung thu nhỏ lại, bay về phía bóng người võ vương kia ép xuống. ầm ầm ầm, Tốc độ của đỉnh lô nhanh hơn tốc độ người kia rơi xuống rất nhiều, mọi người chỉ thấy bóng tím lóe qua, phịch một tiếng, quảng trưởng bay lên một đống bụi lớn. Ngay sau đó là tiếng chiến xa rơi xuống, chiến xa bị thủng một lỗ, như một khối sắt ở bên cạnh đỉnh lô màu tím. Cả quảng trường trở nên yên tĩnh. Nam tử trung niên hét lớn lúc chiến xa rơi xuống, sống chết không rõ, một lát sau. Thậm chí nhiều người còn chưa phản ứng lại, như trong mộng. Tiểu đội thiên su 2.000 thanh viên trợn mắt há mồm, hóa đá tại chỗ. Mấy tháng bọn họ học tập ở học viện võ đạo đều là rắc rưỡi sao. Từ lúc đánh bại thiên tài tuyệt sắc Lam Hằng đến đánh bại võ quân, chỉ trong thời gian mấy tháng, biến hóa này cũng quá lớn rồi. Bạch Thành Phong với Lâm Vũ Liếp nhìn nhau sợ hãi, đồng tử hai người bị chấn động và kinh hãi. Mới đầu, hai người họ không yên tâm với sức chiến đấu của Tô Tiểu Bạch, đều âm thầm tu luyện điên cuồng, muốn lấy lại công đạo thất bại cho mình nhưng cảnh tượng trước mặt đã làm bọn họ đánh mất chấp niệm trong lòng một cảm giác vô lực áp đảo bọn họ cứ nghĩ đến việc phải cạnh tranh với một người võ công cao cường như vậy trong lòng họ cười khổ tự dẻo mấy tháng trước bọn họ còn cảm thấy mình tới bả vai đối phương mà hiện tại bọn họ còn không bằng hạt bụi dưới chân hắn ở chỗ này ngoại trừ hơn một nghìn đại võ sư với võ sư mất đi năng lực suy nghĩ ngay cả tiễn đa đa với bốn võ quân mới gia nhập cũng giống như kẻ ngốc, hé miệng kinh ngạc. Bọn họ tự thôi miên mình, tất cả chuyện này đều là giả, cảnh trước mắt đều là ảo giác. Nhưng loại hiện thực lừa mình dối người này có vẻ rất mong manh, mỗi người họ đứng đó sắc mặt xanh mét, bộ dạng khó mà tin được. Trần Thịnh Đạt với Hồng Băng cũng sợ ngây người. Hai người thoải mái hơn những người khác, nhưng lần này đầu óc của họ cũng trống rỗng. Bọn họ cũng không tin cảnh tượng vừa rồi cô tiểu bách bắt một tay đỉnh lô to lớn màu tím lập tức bay trở về biến thành trạng thái nhỏ xinh thu vào thân thể hắn vị võ quân này vẫn đang nằm trên đất nửa chết nửa sống thân thể run rẩy nhìn tư thế cho dù không chết cũng sắp chết vào lúc này họ không thể không chấp nhận một sự thật đó là những gì họ vừa nhìn thấy đều là sự thật võ sư dễ dàng giết chết võ quân đây là sự thật chi chi hơn một nghìn võ giả thấy cả người lạnh toát nhiều người đứng cùng nhau như vậy cũng không cản được luồng khí lạnh này đó là sự lạnh lẽo đến từ sâu trong lòng lúc này sự bất an trong lòng họ lập tức biến mất bọn họ đều ngoan ngoãn đứng đó cảnh giác không dám thở mạnh trong đó cũng bao gồm bốn vị võ quân kéo hắn lên cho ta tô tiểu bạch hôn một tiếng lập tức có hai tên thành viên tiểu đội thiên su vội vàng chạy lên kéo người nửa sống nửa chết tới trước quảng trường thần thức tô tiểu bạch vung lên lập tức nhếch miệng cười. Chưa chết thì đừng có giả chết, nếu không ta sẽ làm ngươi chết thật. Thân thể người kia run rẩy cố gắng ngồi dậy khỏi mặt đất, ta không chết. Lúc hắn nói những lời này, một cảm giác nhục nhã bao trùm, hắn xấu hổ cúi đầu. Biểu tình rất buồn cười, nhưng bọn họ không muốn cười, cũng không có ai dám cười ra tiếng. Tô Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn hắn, ngồi uể oải trên ghế, nói thẳng nhiên, ngươi tên là gì, cái gọi là phái không thiền, tình huống ra sao, có bao nhiêu cao thủ. Hãy nói hết những gì ngươi biết cho ta. Nếu ngươi kể hết mọi chuyện cho ta, ta có thể tha cho ngươi được sống, cho ngươi một cơ hội lớn. Nhưng nếu nói dối, hôm nay ngươi sẽ không chết, cho dù ngươi muốn chết cũng không chết được. Giọng nói của hắn lạnh như băng, đồng tử từ tử vạn vẹo, sức mạnh tinh thần to lớn hóa thành vạn cây kim đâm vào đầu nam tử trung niên. Nam tử trung niên đang trọng thương không ngờ đối phương còn biết công kích tinh thần, Lúc này thân thể rung lên, Thức Hải run rẩy, giống như bị đâm một đao. Một chiến ý hiện lên ở sâu trong linh hồn hắn, hắn không dám phản kháng nữa. "Ta nói, ta nói, đừng giết ta." Hắn hoảng sợ mở to mắt, thân thể run rẩy, vội nói hết những đầu đuôi ngọn ngành những chuyện xảy ra. Nam tử trung niên này tên là Bạch Thiên Công, là đệ tử cao cấp của phái Không Thiền. Mặc dù là một môn phái nhỏ, nhưng có lịch sử mấy ngàn năm nên luôn có một hoàn cảnh tốt. Trong tông môn không có nhiều cao thủ, tông chủ Trần Năng Phi là võ vương cấp 9, hai vị phó tông chủ lần lượt là võ vương cấp 7 và cấp 5, còn có 10 vị võ quân. Đại võ sư thì có hơn 1.000 người. Cả môn phái cố gắng tu luyện ở trong núi, không quan tâm chuyện thế tục. Nhưng mấy ngày trước, không biết vì sao, phái không thiền, cả ngọn núi tề vân linh lực mạnh mẽ lao ra ngoài như bị vỡ đê. Trong vòng một ngày, bọn họ đã nhận ra có chỗ không ổn, quá sợ hãi, vội phái cao thủ tông môn đi điều tra tình huống. Bạch Thiên Công là một trong những người được phái đi điều tra, hắn may mắn gặp phải Võ Thành. Mẹ nó có chút công lực này mà muốn lập tông môn, bị cướp linh lực là xứng đáng. Trong mắt Tô Tiểu Bạch lóe lên tia sáng, giống như có suy nghĩ gì đó, hắn cười nói, mặc dù sức mạnh của ngươi không đủ để thành lập tông môn, nhưng cũng đủ để gia nhập Võ Thành ta. Như vậy đi, ta và ngươi cùng trở về, xem có thể thuyết phục tông chủ các ngươi không. Người xung quanh sợ ngây người, vị thành chủ này cũng quá tham lam rồi, chỉ nói mấy câu đã nuốt chửng một cái môn phái sừng sững mấy nghìn năm. Ngươi nói cái gì? Dù sao, đối phương cũng là môn phái có ba vị võ vương và mười vị võ quân, đủ để càng quét mấy nghìn người ở đây. Bạch Thiên Tông cũng ngẩn người, đây. Nhìn cái gì, dẫn đường đi. Cô Tiểu Bạch lấy linh dược ném cho hắn, quát, cầm đi, miễn cho trên đường đi trọng thương mà chết. Ngươi muốn đi thật sao? Mọi người suýt nữa thì ngất xỉu, chuyện thâu tóm môn phái quan trọng như vậy, sao có thể quyết định qua loa, sao không chờ mấy ngày? Ít nhất cũng nên thương lượng với người của vạn bảo lâu đứng phía sau. Mọi người mới bị tử khí đông lai làm kinh ngạc, đột nhiên lắc đầu, nghĩ thầm, đứa trẻ chính là đứa trẻ. Bạch Thiên Công cũng sững sờ trước phản ứng này, ăn đang dược vào, Hắn lập tức cảm thấy vết thương trên người được ngăn chặn, sau đó khó tin nói: "Thật vậy sao?" Nói năng lung tung. Tô Tiểu Bạch hừ lạnh, đưa tay vô ý vứt lên không trung, lập tức có 10 chùm tia sáng bay lên trời, hóa thành chiến xa ở trên không trung, có khoảng 30 chiếc chiến xa, ba chiếc phía trước còn to gấp đôi chiến xa Thanh Lang lúc trước, toát lên sức mạnh oai phong. Chiến xa Hổ Vương cấp 5. Bạch Thiên tông hoảng sợ hô lên: "Một võ thành nho nhỏ lại có nhiều bảo vật như vậy?" Vừa rồi hắn còn cảm thấy thiếu niên đứng trước mặt, không biết trời cao đất rộng, hiện giờ loại cảm giác này đã bị thay thế bằng chấn động mạnh. Nhưng đồng thời, trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đối phương càng mạnh, lỗi của mình càng nhỏ, cho dù sau này trở lại giáo phái, hắn cũng dễ ăn nói hơn. Hơn 30 chiếc chiến xa, trời ạ, à, vạn bảo lâu chịu đầu tư thật. Không, ngươi nhìn ba chiếc chiến xa hổ vương phía trước đi, đều là vật phẩm cấp 5. Lão Tào, những chiến xa này ít nhất cũng phải 100 vạn nguyên thạch thượng phẩm. Tính cách của người này có vẻ rất đơn thuần, vì sao lại nhận được sự tin tưởng của Vạn Bảo Lâu? Xem ra chúng ta chọn đúng người rồi, chúng ta rất có tiền đồ. Chiến xa đi về phía trước, tất cả mọi người không nhịn được lắc đầu cảm thán, trên mặt lộ vẻ sợ hãi và hưng phấn. Vạn Bảo Lâu ủng hộ võ thành càng nhiều thì càng nhận được nhiều chỗ tốt. Cô Tiểu Bạch thấy tất cả mọi người đều cho rằng Vạn Bảo Lâu là hậu thuẫn cho võ thành trong lòng thầm bật cười. Đây đúng là mục đích mà hắn muốn, dưới nhiều tình huống, nói dối quá nhiều sẽ trở thành sự thật. Đến lúc đó, vạn bảo lâu cũng không thể xóa bỏ tội danh của mình. Hắn giơ hai tay lên, nhiệm vụ đầu tiên là thâu tóm phái không thiền. Những đại võ sư cấp 5 trở nên hãy đi theo ta. Chiến xa thang lang cùng lắm chỉ chứa được 20 người, chiến xa hổ vương có thể chứa nhiều nhất là 50 người, tô tiểu bạch tính toán, có khoảng 700 người từ đại võ sư cấp 5 trở lên. Lập tức, dưới sự hưng phấn, mọi người đều nhảy dựng lên, nhảy lên chiến xa kia. Những người này đều rất đáng thương, cô độc, chưa từng nhìn thấy hàng hóa cao cấp như vậy, bọn họ đều như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi hét ầm lên. Tô Tiểu Bạch tóm lấy Bạch Thiên Công nhảy lên chiến xa phía trước, đám người tiễn đa đa theo sát phía sau. Nếu cầm tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta, bọn họ đều hiểu đạo lý này. Cô Tiểu Bạch thấy chiến xa đã tập hợp đủ, cười cười. Mọi người im lặng lắng nghe, ta sẽ dạy các ngươi cách lái xe. Hắn bắt đầu nói khẽ, truyền lại kỹ xảo khống chế chiến xa cho mọi người. Sau đó, hắn sờ lên chiến xa Hổ Vương, lập tức có hơn 30 đạo ánh sáng bắn lên không trung, hướng về phía núi Tề Vân. Trên quảng trường võ thành chỉ còn lại thành viên tiểu đội Thiên Xu, bọn họ mở to mắt nhìn chiến xa bay đi, trên mặt hiện vẻ mất mát, nhưng rất nhanh đã kiên định trở lại hai tay nắm chặt thành quyền. Trong đám bọn họ tu luyện giả cấp bậc cao nhất là Bạch Thành Phong, vừa mới đạt tới đại võ sư cấp 5. Mặt khác, xung quanh họ có 7-800 người, làm cả đám bọn họ thấy áp lực rất lớn và quyết tâm cố gắng tu luyện. Sắc mặt tiễn đa đa âm trầm, trầm giọng nói, thành chủ tiên sinh, nhìn tình huống vừa rồi, chúng ta nhất định có thể tiêu diệt phái không thiền. Chúng ta có cần phải phái thêm người không? Ngay từ đầu hắn tưởng Tô Tiểu Bạch sẽ phái một võ vương cấp 9, nhưng giờ xem ra, Tô Tiểu Bạch không có quyết định này, mà trực tiếp dẫn họ bay tới đây. Không sao, cứ lôi kéo tông chủ bọn họ trước, những võ quân khác chắc cũng không có ở tông môn. Cùng lắm chỉ còn lại ba võ vương, tiễn đa đa, ngươi giữ chân một võ vương cấp 9. Chúng ta có 30 chiến xa, trực tiếp nổ cũng đủ nổ chết bọn họ. Lúc Tô Tiểu Bạch nói lời này, trên mặt lộ vẻ kinh bỉ, như vậy sẽ không tốn sức. Tiễn Đa Đa kinh ngạc, lập tức nhíu mày, trầm mặt. Với thực lực của hắn, dù không đánh lại bọn họ, cũng có thể chạy. đến lúc đó, cho dù toàn quân bị diệt, hắn cũng không sao, cho nên hắn không nói gì nữa. mà thân thể Bạch Thiên Công run nhẹ, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Tô Tiểu Bạch chú ý tới điểm này, hắn cười khẽ, chứng thực kỳ vọng của hắn. núi Tề Vân chỉ cách võ thành mấy trăm dặm tốc độ chiến xa nhanh hơn gấp mấy lần đấu giả đi rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy một vùng núi kiên cố lúc bọn họ chạy vào trong đều kinh ngạc phát hiện ra bọn họ không cảm giác được dao động nguyên khí cho dù là cao thủ tiễn đa đa cũng chỉ cảm nhận được chút nguyên khí mỏng manh bình thường chỉ cần có núi ít nhiều sẽ có chút nguyên khí lắng động cũng chính vì như thế mà rất nhiều võ giả và người gia tộc lớn đều ẩn cư ở nơi núi non nước biết nhưng chỗ này đúng là rất kỳ quái giống như tiến vào thế giới của người phàm. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ kỳ quái. Bọn họ vốn tưởng Bắc Thiên Công đang nói năng lung tung, nhưng hiện giờ bọn họ rất kinh ngạc, chẳng lẽ năng lượng sinh mệnh ở đây thật sự bị thành chủ dùng bí thuật rút sạch rồi. Đây chắc chắn là một kỹ thuật trong truyền thuyết. Người làm được chuyện này, chỉ có sức mạnh đứng đầu, cũng chỉ có môn phái lớn thành lập mấy vạn năm mới nhận được truyền thừa như vậy. Chẳng lẽ, vạn bảo lâu thật sự ủng hộ võ thành như vậy sao? mọi người lập tức ép chuyện này lên đầu vạn bảo lâu, lúc này mới giải thích được. rất nhanh, chiến xa đã đi qua núi, bạch thiên công chỉ vào phía dưới nói, chính là chỗ này. mọi người vừa nhìn, ngoại trừ non xanh nước biếc, làm gì có tộc nhân gì. tô tiểu bạch nhíu mày kinh ngạc nói, "Cát, không ngờ đại trận hộ sơn lại là huyền trận, xem ra phái không thiền các ngươi lúc trước là một đại tông môn. thân thể bạch thiên công run rẩy. Hắn nhìn Tô Tiểu Bạch sợ hãi. Dường như không có gì gạt được thiếu niên trẻ tuổi này, ánh mắt cao như vậy, sức mạnh vạn vẹo như vậy, mà ẩn giấu trong một thiếu niên 15 tuổi, Bạch Thiên Công thấy cảm thấy chuyện này không chân thật. Tô Tiểu Bạch trầm tư nói, nếu ta mạo hiểm đi xuống để bọn họ nghe lời, chắc chắn bọn họ không để ý đến ta. Dù sao sớm muộn gì cũng phải đánh, không thì trực tiếp đấu võ. Ánh mắt hắn dừng ở trên hình ảnh kêu gọi của hắn. Mọi người nghe lệnh dùng chiến xa nổ xuống dưới cho ta, đừng có dừng, cho dù có người bảo dừng, cũng phải đánh đại trận phòng ngự núi lớn này thành mảnh nhỏ. Bạch Thiên Công thấy hoa mắt chóng mặt, sao lại có người như vậy, đây đúng là lô của những kẻ liều lĩnh. Nổ một tiếng. ầm ầm ầm. Hắn khống chế chiến xa hổ vương, một phần sáng màu vàng tỏa ra, xuyên qua từng tầng không khí, nện mạnh vào núi non phía dưới, núi non lập tức có một lá trắng màu xanh dâng lên, lá trắng bị đánh vào cũng hơi chấn động, nhưng hoàn toàn chặn lại công kích, không tạo thành chút thương tổn gì với ngọn núi. Không tệ, cấp bậc trận pháp phòng ngự của sơn thể này không thấp, chúng ta cùng bắn nổ nó. Cô Tiểu Bạch ra lệnh một tiếng, lập tức có hơn 30 chiến xa bắn nổ mạnh, từng tia laser bắn thẳng vào, từng tia laser giống như mưa ánh sáng, sau mấy giây, đại trận hộ sơn không cản được, hào quang ngày càng mạnh, bắt đầu sợ hãi run rẩy. Sau mấy giây, đại trận hộ sơn phát ra tiếng hô khủng bố ai can đảm như vậy. Đứng ở đó không được nhúc nhích. Rất nhanh, ba bóng người bay lên trời, chiến xa hổ vương bên cạnh đột nhiên bay về phía đám người trên không trung. Trên đỉnh đầu hắn có ba vị chiến lực võ vương, vẻ mặt bọn họ tức giận nhìn hắn, nhưng trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng không biết nên làm gì. Tiếp tục bắn phá, đừng có dừng. Xem thủ thế của ta vây công bọn họ. Tô Tiểu Bạch ra lệnh nhìn đối phương xuất hiện. Tô Tiểu Bạch chỉ huy 30 chiếc chiến xa tạo thành một vòng vây, bao vây đối phương ở giữa. Võ Vương cầm đầu là Năng Phi Trần vừa sợ vừa giận, rất nhanh hắn đã nhìn thấy Bạch Thiên Công ở bên trên chiến xa của đối phương, cả người đầy máu, lập tức hiểu ra mấy phần, trong lòng lo lắng, ngươi là ai? Tô Tiểu Bạch cười cười, nói: Chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta tới để cho ngươi một cơ hội. Ầm ầm. Lúc này Đại trận hộ sơn đã mất đi hiệu lực, dưới mấy lần bắn pháp, hóa thành những điểm sáng rơi vào trong núi. Hào quang chiếu rọi gần như toàn bộ ngọn núi rực rỡ hắn lên, rất đẹp. Cơ hội. Thân thể năng phi trần vì tức giận mà rung lên, hắn chỉ vào tán binh trận dưới chân, cảm thấy máu nóng dồn lên não, gần như mất đi ý thức. Đây là cơ hội mà ngươi cho ta sao? Ngươi phá hủy đại trận hộ sơn của phái Không Thiền, mấy ngàn năm nay chưa từng bị phá hủy đây là cơ hội mà ngươi nói. Hôm nay các ngươi không cho ta một lời giải thích, ta sẽ đuổi giết hết nhóm các ngươi, dù có phải ngươi chết ta sống. Mặc dù người xung quanh tu vi không cao, nhưng 30 chiếc chiến xa võ vương không ngăn cản được, huống hồ trên một chiến xa khác còn có một võ vương cấp 9. Cho nên bọn họ đã chuẩn bị tốt để cùng chết. Hai chiếc chiến xa bên ngoài, hai vị võ vương thở hỗn hển, nếu không phải bị nhiều chiến xa vây quanh thì bọn họ đã tự giết lần nhau rồi. Ha ha, trong phúc có họa trong họa được phúc, không phá thì không xây. Tô Tiểu Bạch cười to nói, đại trận hộ sơn bị phá, phái không thiền các ngươi sẽ có cuộc sống mới. Ta biết ngươi đang kéo dài thời gian, chờ mười võ quân trở về đánh với ta. Nhưng ta nói cho ngươi biết, người của ngươi càng nhiều thương vong của ngươi càng lớn. Ta nói thẳng, mục đích hôm nay của ta là muốn phái không thiền các ngươi thuần phục võ thành chúng ta. Võ thành sao? Năng phi trần kinh ngạc, sau đó kinh ngạc nói, điều này không thể nào. Sao Võ Thành lại cường đại như vậy? Mặt tô tiểu bạch nở nụ cười lạnh, Võ Thành chỉ cách trăm dặm, người căn bản không phát hiện sự thay đổi của nó. Để tránh cho hai bên thương vong không cần thiết, không ngại nói thử xem thế nào. Trên mặt năng phi trần lộ vẻ suy tư, bởi vì đối phương biết bọn họ muốn kéo dài thời gian, vẫn sẵn sàng nói ra, mục đích cuối cùng của họ là gì. Suy nghĩ nửa ngày, hắn phát hiện mình không có hại. Vì thế trầm giọng nói, các ngươi muốn đàm phán cũng được, nhưng đại trận hộ sơn này các ngươi tính ăn nói thế nào với ta? Năng Phi Trần nói. Hơn nữa, mặc dù phái không thiền thế mỏng lực yếu, nhưng cũng tồn tại mấy nghìn năm, chưa từng bị bó buộc bởi bất kỳ thế lực nào. Ngươi đừng nằm mơ chúng ta sẽ thuần phục ngươi. Ha ha! Tô Tiểu Bạch cười ha hả, ánh mắt lộ vẻ kinh miệt, đó là bởi vì thế lực của ngươi cũng được coi là mạnh ở phàm giới, nhưng trong mắt đại môn phái chân chính thì không là gì ai còn để ý đến các ngươi có thuần phục không về phần đại trận hộ sơn này nếu chúng ta có thể đạt thành hiệp nghị ta có thể tạo một đại trận mạnh hơn cho ngươi mạnh hơn thật to gan đại trận hộ sơn là trận pháp mạnh nhất nó hứng lấy tạo hóa trời đất thu hút sức mạnh của sông núi đất chật ngươi nói xem đại trận hộ pháp này với đại trận linh lực tái sinh cùng xuất hiện thì sao trận linh lực tái sinh các ngươi, quả nhiên là người lấy linh khí của núi Tề Vân, các ngươi. Không chỉ có năng phi trần trợn mắt há mồm, hai vị võ vương khác cũng hoảng sợ nhìn hắn. Trận Pháp có thể lấy linh khí này quý giá hơn đại trận hộ sơn của bọn họ rất nhiều, ba người mặt không thay đổi, không rõ nguyên nhân. Tô Tiểu Bạch cười nói. Mặt khác, dù ta bắt các ngươi phục tùng, nhưng giờ các ngươi vẫn có thể trở về. Sẽ có một ngày, linh khí trong môn phái các ngươi cũng sẽ bị hút đi, đến lúc đó các ngươi tu luyện thế nào làm sao duy trì môn phái được trừ khi ngươi dẫn dắt người của mình đi sang bằng võ thành nhưng ngươi có thực lực này sao ba người năng phi trần kinh ngạc ánh mắt trống rỗng đúng vậy dù đối phương có lui thì linh lực kia thì sao bọn họ có thể huy động môn phái của mình không phải biết dưới tình huống chung linh sơn linh thủy tốt nhất đã rút đi linh khí của núi tề vân đã suy yếu rất nhiều theo lời tô tiểu bạch phái không thiền có thể đứng vững nghìn năm là bởi vì địa vị thực lực của nó, linh khí quá yếu, không ai thèm nhìn. Nếu với thực lực của họ tiến vào phàm giới, đương nhiên sẽ nổi tiếng, nhưng nếu tranh cướp linh lực với những thế lực lớn thì sẽ trở thành con thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm cái chết. Lúc này, ba người hoàn toàn ngẩn người, trừ khi bọn họ có năng lực phá hủy võ thành, nhưng nhìn thực lực trước mắt thì họ không thể chống lại, bọn họ không biết đối phương có sức mạnh lớn thế nào. Mắt Tô Tiểu Bạch hiện lên vẻ tự tin, mỉm cười, thế này đi, ta đưa một điều kiện cho các ngươi. Phái không thiền vẫn giữ địa vị độc lập, ngươi hợp tác với Võ Thành, nghe theo mệnh lệnh của ta. Về phần nơi tu luyện, ta có thể mở một nơi có linh khí dày đặc hơn gấp 10 lần cho các ngươi, sau này nơi đó sẽ có tài nguyên tu luyện cùng cùng không dứt, đủ để thỏa mãn mọi nhu cầu của các ngươi. Không biết ý của ba vị thế nào? Chi chi. Không chỉ ba người họ ngẩn người, mà 800 người trên chiến xa cũng ngơ ra. Mở một nơi linh khí dày đặc hơn gấp 10 lần. Cũng có đủ tài nguyên để tu luyện. Những giả tâm này so sánh với tài nguyên có là gì? Một người phải có tâm tư thâm sâu thế nào mới làm được điều này? Năng Phi Trần nói khó tin. Nếu Võ Thành có thực lực như vậy thì đã trở thành môn phái đứng đầu lâu rồi, còn phải đi mời chúng ta. Tô Tiểu Bạch nheo mắt, cười cười. Chuyện gì cũng phải có quá trình, võ thành trở thành môn phái đứng đầu chỉ là vấn đề thời gian hiện giờ còn rất yếu năng phi trần phát hiện một vấn đề khó theo lời nói của tô tiểu bạch thì có một tiền đồ sáng lạng nếu ngươi không nghe trời ạ à, ngươi có thể không nghe theo sao nếu ngươi không nghe phần sáng của ngươi thì sao chớp mắt hắn cảm thấy tuyệt vọng tự lẩm bẩm bắt đầu nói chuyện truyền âm với hai võ vương khác trên mặt ba người thay đổi bất thường rất lâu sau mới ra quyết định mà tô tiểu bạch kiên nhẫn ngồi ở trên chiến xa hổ vương khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin làm người ta có cảm giác hắn chắc chắn sẽ thắng thật ra chuyện rất đơn giản nếu hắn không đồng ý linh khí sẽ biến mất như vậy không phải hắn là người thắng chắc sao nhưng mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ không chỉ phái không thiền mà ngay cả 800 người cũng không đoán trước được một môn phái sao có thể bị chiếm lĩnh dễ dàng như vậy sau khi suy nghĩ xong ba người năng phi trần ra một kết luận không còn cách nào khác trên mặt hắn lộ vẻ khó coi hỏi ngươi lấy gì đảm bảo những điều ngươi vừa nói tô tiểu bạch đứng lên từ chỗ ngồi đi đến trước chiến xa hai tay dựa vào lan can ánh mắt hắn dần trận lớn trên mặt đang nở nụ cười bỗng trở nên nghiêm túc nói với giọng khàn khàn đầu tiên ta sẽ chỉ cho ngươi một nơi có linh khí dày đặc gấp 10 lần thứ hai phái không thiền vẫn sẽ độc lập chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta Thứ ba, các đệ tử trong môn chỉ cần không làm trái quy tắc của võ thành, sẽ nhận được đủ tài liệu học tập. Nếu ba điểm này vẫn chưa hài lòng, các ngươi có thể chọn rời đi. Năng Phi Trần kinh ngạc, hai tên võ vương khác liếc nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ chua sót. Hắn thở dài, nói. Được rồi, ta đồng ý. Tốt lắm. Mặc dù Tô Tiểu Bạch đã đoán trước, nhưng sau khi đạt được mục đích vẫn rất vui mừng, nói, Mặc dù ngươi giữ lại sự độc lập cho phái Không Thiền, nhưng phải có một danh hiệu ở võ thành, lấy tên là Thiên Huyền. Năng Phi Trần, ngươi là tổ trưởng. Môi Tô Tiểu Bạch hơi động, một giọng nói rơi vào trong tai Năng Phi Trần, năng tông chủ ở cảnh giới võ vương đã hơn 50 năm, mặc dù hiện tại đã là võ vương cấp 9, nhưng cánh cửa này sợ là vô vọng đến hết đời. Nếu ngươi không thể bước vào cảnh giới võ tông, không biết tông chủ còn có thể sống được bao lâu. Nhưng nếu ngươi trung thành ta có thể làm người tiến vào cảnh giới võ tông trong vòng một tháng, tăng thêm 105 tuổi thọ. Ngươi cũng có hy vọng thăng lên cấp độ cao. Cái gì? Nam Pháp thần lập tức ngừng thở, toàn thân run rẩy mạnh, ý thức được mình đã thất thố, nhưng hắn vẫn không nén được sự kích động, nói với giọng run rẩy: thật sao? Đương nhiên là thật. Vẻ mặt tự tin của Tô Tiểu Bạch làm năng phi thần không tự chủ được tin tưởng. Trong lòng hắn hơi mâu thuẫn, nhưng lần này đã buông lỏng hoàn toàn, tin tưởng. Đúng như lời Tô Tiểu Bạch, hắn đã ở võ vương nhiều năm, nguyên khí tích lũy nhiều năm không tăng lên, chỉ còn thiếu một cơ hội như vậy. Khi có cơ hội, chớp mắt đột phá lên cũng không phải không thể. Tô Tiểu Bạch nhìn 30 chiếc chiến xa này, nói lạnh lùng, tất cả các ngươi đều được ba điểm này. Từ hôm nay trở đi, danh hiệu của các ngươi là Thiên Toàn. Ngoại trừ tiễn Đa Đa, các ngươi đều là thành viên của đội Thiên Toàn, do Hồng Băng dẫn đầu. Ánh mắt Hồng Băng rung lên, trong lòng dâng lên cảm giác tin tưởng, âm thầm nắm chặt tay. Thiên Thư, Thiên Huyền, Thiên Toàn, lấy ba đội này làm cơ sở, căn cơ của võ thành được củng cố. Hồng Binh nói, nhưng quan trọng nhất là trao dồi kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ. Hắn tin chắc, tiêu trữ vương, tiễn đa đa, năng phi trần có thể thăng lên võ tông trong thời gian ngắn, chỉ có như vậy, võ thành mới được coi là trụ cột của đế quốc hỏa vũ mọi người trợn mắt há mồm sau đó vô cùng vui mừng ai chịu trách nhiệm cũng không quan trọng dù sao cũng không tới lượt họ quan trọng là lúc trước cô tiểu bạch nhắc tới ba điều kiện kia đều được áp dụng với họ linh khí dày đặc là quan trọng nhất bọn họ có thể cố gắng để đạt được điều kiện linh khí dày đặc rất nhiều tài nguyên ánh mắt mọi người tỏa sáng chỉ có bốn cường giả kia nhíu nhíu mày nhìn hồng băng với vẻ không hài lòng nhưng bọn họ đều im lặng bọn họ đều nhìn thấy thực lực của Tô Tiểu Bạch, một mình đánh đổ chiến xa Thanh Lang, bọn họ còn chưa kịp dùng chiêu gì, cho dù nhìn thấy cũng không dám nói. Tô Tiểu Bạch nhìn Trần Thịnh Đạt, nói: "Trần sư thúc, ngày đó ta phải cảm ơn ngươi đã tạo ra một ra một sự thay đổi." Trần Thịnh Đạt gật đầu, hắn không tưởng tượng được, trong thời gian ngắn thực lực võ thành lại bùng nổ đến trình độ này, ngay cả môn phái ẩn giật cũng bị đánh hạ, đúng là đi ngược với tiết tấu của thiên đạo trong lòng hắn chấn động đây là làm sao vậy chớp mắt hắn đã cảm giác được một luồng sức mạnh cuồn cuộn giống như trẻ ra mấy chục tuổi tràn ngập niềm mơ ước vô tận đối với tương lai võ thành năng tông chủ nếu phái không thiền đã bị công phá thì ngươi dẫn tất cả những thứ quan trọng của tông môn đi theo ta tới võ thành rất nhanh nơi này sẽ mất hết linh khí trở thành một ngọn núi bình thường tâm trạng tô tiểu bạch tốt lên nhắc nhở năng phi thần cao mày nói mặc dù ba người chúng ta đã đạt thành nhận định chung nhưng hiện giờ trong môn phái cũng có mấy nghìn ngươi chưa biết chuyện chờ ta trở lại nói hết với mọi người ba ngày sau chúng ta sẽ mời tất cả thành viên trong môn phái gia nhập tô tiểu bạch nói rất tốt ta vẫn còn một việc muốn nhờ năng tông chủ miệng hắn hơi nhúc nhíp truyền âm nói năng phi trần vừa nghe nhướng mày do dự một lát mới nói thành chủ tiên sinh mời theo ta ở đây chờ ta, ta rất nhanh sẽ trở lại. Trong mắt năng phi thần hiện lên vẻ kinh ngạc, vị thành chủ này nhìn qua chỉ có 15 tuổi, không những có hào quang khác thường, cho người ta một cảm giác khí chất tông sư, lại rất dũng mãnh chẳng lẽ hắn không sợ lúc hắn xuống ta sẽ bắt hắn làm con tin sao? Tiễn đa đa với nhóm đội viên thiên toàn cũng giật mình, càng lo lắng cho tô tiểu bạch. Người như vậy, một là kích động ngu ngốc, hai là có trí tuệ và dũng khí. Nam hài 15 tuổi này khác hoàn toàn với người trước. Mặc dù Trần Thịnh Đạt lo lắng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, không nói gì. Bởi vì hắn phát hiện, dù Tô Tiểu Bạch làm rất nhiều hành động dũng cảm mạo hiểm, nhưng hắn chưa bao giờ thất bại. Vào lúc mọi người đang thấy rất mơ hồ, hắn đã hiểu ra và chắc chắn. Đại trận phái không thiền bị dở xuống, lộ ra kiến trúc rất lớn, rải rác khắp núi. Chúng chiếm một diện tích rất lớn, nhưng phong cách cổ kính rõ ràng rất lâu rồi không được tu sửa ở giữa núi có rất nhiều đệ tử đang đứng nhìn lên trên không trung trầm tư năng phi trần dẫn tô tiểu bạch hạ xuống một khoảng đất trống nói với hai vị cường giả khác các ngươi đi chuẩn bị công việc của mình hai vị võ vương không người đi ra bắt đầu đi chuyển đồ ở giữa núi có con đường nhỏ cũ kỹ xuyên qua mấy cái hành lang tô tiểu bạch đi theo năng phi trần tới một căn lầu nhỏ tinh xảo phong cách cổ Năng Phi Trần không tình nguyện thi triển mấy đạo pháp thuật, giải mấy cấm chế ở đồ vật trong sảnh, lập tức dẫn Tô Tiểu Bạch vào tàn vật cát. Sau khi cấm chế được giải trừ thần thức của Tô Tiểu Bạch đã nhìn quét trong tòa lầu nhỏ, trên mặt lộ vẻ hài lòng, năng thánh chủ giúp ta một chuyện lớn. Ở đây không có nhiều hàng hóa cao cấp, nhưng đang dược và đấu khí cấp thấp lại rất nhiều, vừa hay đủ để trang bị cho tiểu đội thiên su. Năng Phi Trần cười khổ. Thành chủ chừa lại một chút cho ta đi đệ tử phái không thiền vốn không có nhiều thứ tốt. Yên tâm đi, ta lấy hai nghìn khối thôi. Tô Tiểu Bạch vung tay lên, vật phẩm đều được đóng gói lại. Căn phòng mất đi hai nghìn đấu khí và các loại đan dược, trở nên trống rỗng, năng phi trần đau lòng đến mức trung rẩy. nếu lão tổ tông còn sống, sợ là sẽ đâm chết mình. Thành chủ, đừng quên lời hứa của ngươi tới ta. Năng phi trần nhắc nhở, nếu không phải vì lời hứa giúp hắn đột phá lên võ tông thì dù thế nào hắn cũng sẽ không thò tay lấy hết bảo vật nghìn năm của tông môn. Mặc dù hắn là tông chủ của môn phái, nhưng bản tính con người vẫn ích kỷ. Yên tâm đi. Chỉ cần năng tông chủ dẫn đệ tử đến, ta sẽ chuẩn bị giúp ngươi đột phá. Nhanh thì 7 ngày, chậm thì một tháng, ta nhất định sẽ làm ngươi đột phá tới cảnh giới võ tông. Tô Tiểu Bạch hứa hẹn. Hắn đã nhìn thấy trạng thái thân thể năng phi thần, nói cách khác thân thể hắn đã già yếu, cho nên không thể vượt qua bình cảnh. Mà hắn dùng trận pháp linh lực tái sinh để bổ sung nguyên khí cho hắn, dùng đan dược trợ giúp khả năng đột phá rất cao. Sau khi hắn đưa Tô Tiểu Bạch đến núi, vội vàng chuẩn bị hành động. Tô Tiểu Bạch trở lại chiến xa hổ vương, đang định trở về thành. Đột nhiên, một chiến chiến xa thanh lang xuất hiện trước mặt hắn, một thiếu niên tu vi đại võ sư cấp 3 đứng ở trên chiến xa. Lúc hắn thấy chiến xa đầy trời, rất sửng sốt nhỏ giọng nói các ngươi ai là chủ nhân phái không thiền tô tiểu bạch nhíu mày hắn cảm nhận được một hơi thở quen thuộc trên người thanh niên này ngươi là ai trên mặt thanh niên lộ vẻ vui mừng sau đó hắn nói lớn tiếng ta là phó quân thái của vô thượng cung đến mời năng phi trần đến cung chúng ta đương nhiên đồng tử tô tiểu bạch co lại hắn cảm nhận được trên thân người đang nói có âm khí giống y như lý nghị luồng hàng khí này là một dòng liên tục nếu chỉ nhìn vào chân khí dịch tiểu sơn giống y như lý nghị chỉ khác nhau về thực lực loại chân khí này dù là kiếp trước hay kiếp này hắn đều rất quen thuộc đây là pháp môn độc quyền của gia tộc bắc minh từng là khắc tinh của hắn không biết vì sao lại xuất hiện ở trong một phái nhỏ vô danh phía nam tiểu quốc hắn sắp xếp lại suy nghĩ vẻ mặt khó hiểu hít mắt nói thiệp mời gì cung chủ các ngươi sắp kết hôn hay sắp sinh con a à, phải Phó quân thái cười nói, các hạ nói đùa rồi, chuyện là phó cung chủ đã thăng cấp nên hắn mời bằng hữu xung quanh tới cùng chúc mừng. Lúc nói lời này, trên mặt hắn lộ vẻ đắc ý, cầm hơi dơ lên. Dù sao, hắn cũng biết phái không thiền, không phải tông môn cường đại gì. Thăng cấp mà cũng là chuyện mừng. Người phái không thiền ta rất thân với ngươi sao? Trên mặt tô tiểu bạch lộ vẻ khó hiểu, chẳng lẽ hai tông môn này có quan hệ rất mật thiết? vẻ khó hiểu của hắn rơi vào mắt phó quân thái lại có ý nghĩa khác đây rõ ràng không coi mình ra gì hắn kinh ngạc sau đó sắc mặt trầm xuống sau khi thăng cấp mời môn phái bên cạnh với chúc mừng là quy tắc ngầm của bọn họ mục đích là để khoe khoang với bi hiếp đồng thời cũng để lấy lễ vật những điều này vẫn được thực hiện giữa các môn phái nhỏ của đế quốc hỏa vũ bắt đầu từ chu thiên bóng tông cho đến phía dưới mà chuyện có được mời hay không còn phải dựa vào tư cách không thiền tông là một môn phái nhỏ đang dần suy thoái, không ngờ lại vô lễ như vậy. Nếu không hắn bị 30 chiếc chiến xa của đối phương dọa sợ thì hắn đã khiển trách từ lâu rồi. Hiện tại, hắn kiểm tra thần thức, phát hiện ngoài trừ có mấy người hắn không nhìn ra tu vi, phần lớn những người khác đều là tu luyện giả. Ngươi nói cung chủ chúng ta không có quyền mời ngươi sao? Tông chủ năng phi trần ở đâu? Mời hắn ra nói chuyện. Lúc hắn gọi tên của năng phi trần, mấy trăm người không ai hé răng hắn tưởng họ sợ hãi trong lòng còn đắc ý dường như họ bị uy nghiêm của chí tông cung chúng ta dọa sợ tô tiểu bạch lắc đầu cười nói ta không mua nổi ta không mua nổi đưa cho ta tấm thiệp mời đi đúng rồi chiến xa thanh lang của ngươi không tệ ta cũng muốn mặt khác chúng ta không biết nhiều về cung các ngươi ngươi có thể nói cho biết ta không đến đây chúng ta vừa đi vừa nói phó quân thái còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm giác bóng người lóe lên hồng băng vỗ vai hắn một cái sau đó cả người đi tới trước mặt tô tiểu bạch chiến xa thanh lang bay vút lên sau mấy chiêu của tô tiểu bạch phó quân thái kinh ngạc nói ngươi ngươi làm gì vậy ngươi có biết ta là người chí tôn cung không hắn không tin được một tông môn nho nhỏ lại dám ra tay với hắn tô tiểu bạch không trả lời chỉ cười cười đi chúng ta quay về võ thành Võ Thành Phó quân Thái sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói Ngươi, ngươi không phải người phái không thiền Tô Tiểu Bạch cười nói Chúng ta không phải người phái không thiền Nhưng phái không thiền là của chúng ta Ta cũng rất hiếu kỳ về trí tôn cung của các ngươi Chúng ta đi nói chuyện Phó quân Thái Phó quân Thái tiếp tục vùng vẫy ở trên chiến xa Còn kể ra sự vĩ đại của trí tôn cung Ngươi không đắc tội nổi đâu Kết quả cả người hắn đầy máu Miệng đầy răng nanh phải nuốt xuống bụng hai mắt sưng to mặt biến dạng ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra quỳ gối trước mặt tô tiểu bạch tỏ vẻ đáng thương hoàn toàn không còn chút kiêu ngạo nào ha hả cũng may chuyện xảy ra sớm nói đi nói hết những chuyện ngươi biết ra trên mặt tô tiểu bạch lộ vẻ vô hại vẻ mặt này dù là ai nhìn vào cũng cảm thấy là một thanh niên tốt bạch thiên công đứng ở bên cạnh theo bản năng rùng mình một cái sao mình thấy cảnh này quen vậy Ý thức Phó quân thái hơi mơ hồ, ánh mắt hoảng hốt, theo bản năng nói. Chí Tôn cung nằm ở ranh giới Đế quốc Hỏa Vũ, cung chủ Mã Thiên Hà là cường giả Võ tông cấp 3, phó cung chủ là Mã Phi Bạch là con trai của cung chủ, cũng vừa vào Võ tông không lâu. Cường giả Võ tông cấp 3. Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt âm trầm. Trên mặt Tô Tiểu Bạch lộ vẻ nghiêm túc. Phải biết là, trên con đường võ đạo đi càng xa thì càng khó khăn chênh lệch cũng càng lớn hơn. Võ sư cấp 1 với võ sư cấp 3 chênh lệch không lớn, nhưng một võ tông cấp 1 và một võ tông cấp 3 chênh lệch cách biệt một trời một vực, không thể so sánh. Tô Tiểu Bạch hỏi: Trong cung các ngươi có bao nhiêu võ tông và võ vương? Có bao nhiêu người có thực lực cường đại? Phó quân thái nói không hề do dự. Chỉ có 4 võ tông, cung chủ và phó cung chủ, cộng thêm hai trưởng lão. Có 6 vị cường giả võ vương được xưng là chí tôn sáu tử dưới võ vương có hơn nghìn người thực lực từ võ quân trở nên có ba mươi người tiễn đa đa trầm giọng nói thành chủ đại nhân chí tôn cung này cũng là một môn phái ẩn giật không tệ nếu đặt vào phàm giới cả thủ đô đế quốc hỏa vũ chỉ có mấy gia tộc có thể so sánh với họ lời nói của hắn gián tiếp nhắc nhở tô tiểu bạch với thực lực trước mắt của võ thành không nên đi treo chọc chí tôn cung nếu không một võ tông của đối phương cũng đủ giết bọn họ Tô Tiểu Bạch không phủ nhận, tiếp tục hỏi, trong hai vị trưởng lão có ai tên là Tề Chấn Tử không? Một người khác tu vi thế nào? Tình hình lúc trước của Chí Tôn Lục Tử thế nào? Phó Tuấn Khải kinh ngạc, nói, Tề trưởng lão có tu vi võ tông cấp 1, một vị trưởng lão khác là dịch bác tính có tu vi võ tông cấp 2. Chí Tôn Lục Tử đã lâu lắm rồi không xuất hiện, hình như bọn họ đang bế quan tu luyện. Hừ, bế quan tu luyện, như vậy rất tốt không tới nửa năm bọn họ sẽ không khôi phục tô tiểu bạch cười cười trong lòng chấn động hỏi chí tôn cung các ngươi có ai tên là lý nghị không phó tuấn khải hơi kinh ngạc nghi ngờ nói ngươi sao ngươi biết ta không biết trước kia có một đồ đệ như vậy hình như là đồ đệ dịch tiểu sơn sư thúc thu nhận ở bách chiến quốc thời gian đầu rất hay xuất hiện trong cung rất được phó cung chủ tin tưởng tô tiểu bạch cười vô lực người này không chết xem ra lần này có thể gặp lại lão bằng hữu rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha